Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 214. Tiểu Cửu đi đến cười khẽ, hắn sẽ trở lại thôi. Một hồi sau, Kỳ An Chi mới nói, hắn mang đùi gà đi mất rồi. Tiểu Cửu. Chấm chấm chấm. La giới. Thanh Khâu nằm trên chiếc ghế Diệp Huyên hay nằm trước đại điện, trong tay cầm một quyển sách cổ, bên cạnh đặt một chén linh trà. Cách đó không xa là một lão già mặc trường bào đen rộng thùng thình, bóng lưng thẳng tắp, tóc điểm hoa râm, mắt sắc như đao, toàn thân tỏa ra uy áp khủng khiếp. Sau lưng lão ta là sáu cường giả áo đen bí ẩn. Tất cả đều đến thượng thần cảnh. Bản thân lão già thì là thượng thần cảnh tầng 5. Một đội ngũ dư sức càn quét vô số thế lực trong vũ trụ. Lão già đang nhìn Thanh Khâu với ánh mắt bất thiện. Mà Thanh Khâu thì cóc thèm bố thí cho lão một ánh mắt, chỉ chăm chú đọc sách. Đúng lúc này, một tia kiếm quang bổ xuống giữa sân rồi tản đi, Diệp Huyên xuất hiện. Lão già thấy Diệp Huyên thì thu hồi ánh mắt, bình thản lên tiếng, hữu hộ pháp đại thiên giới, thương giã, ra mắt thiếu chủ. Đại thiên giới. Diệp Huyên cong môi, giới chủ của các ngươi đâu? Thương giã, có việc bận. Bận. Diệp Huyên khẽ cười, tìm ta có việc gì? Thương giã bắn ánh mắt âm u nhìn Thanh Khâu, trước đó có kẻ chém chết giới chủ thương giới Triệu Nhiếp Xuyên tinh vực, chúng ta điều tra được thủ phạm chính là người này. Lão vung tay chỉ Thanh Khâu. Thanh Khâu chỉ chớp mắt nhìn lại, không nói gì. Diệp Huyên, thế nào? Ông muốn báo thù cho Triệu Nhiếp? Thương giã, thiếu chủ, cô gái này giết người Dương tộc, ta phải áp giải về Tư Pháp Điện để nghiêm trị. Diệp Huyên chậm rãi đi về trước, ông muốn mang Thanh Khâu đi. Thương giã đối mặt hắn không chút sợ hãi, đúng vậy. Khóe môi nhếch lên, Diệp Huyên biến mất tại chỗ rồi xuất hiện lại ở bên ngoài vũ trụ hiện hữu. Kiếm Thanh Huyên bay ra khỏi tay hắn. Sát na vô địch. Đây là lần đầu tiên hắn dùng tâm pháp này để chiến đấu. Trong khoảnh khắc Diệp Huyên thi triển kiếm kỹ, đồng tử Thương giã co rụt lại. Lão ta nắm chặt hai tay, thả ra một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa. Xung quanh ông ta, bốn cái bóng mờ mang theo kiếm quang lần lượt chém ra. Xoẹt 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 xoẹt. Bốn tiếng xé rách vang lên khắp nơi. Lúc này, Diệp Huyên đã trở lại vũ trụ thực tế. Thu kiếm vào. Hắn đi đến cạnh Thanh Khâu, cầm chén linh trà lên uống một ngụm. Sau lưng hắn, thân thể và linh hồn Thương giã bỗng nhiên chia năm xẻ bảy. Trực tiếp bị xóa sổ. Ngay cả chăn chối cũng không kịp. Sáu cường giả còn lại hóa đá tại chỗ. Thương giã bị giết dễ dàng vậy ư? Một cường giả thượng thần cảnh tầng 5 cứ thế mà chết đi. Bọn họ hoàn toàn ngu người. Diệp Huyên lại cười hỏi Thanh Khâu, thấy kiếm kỹ này thế nào? Thanh Khâu chớp chớp mắt, không đáp. Diệp Huyên nghiêm túc nói, tự ta nghĩ ra đấy. Thanh Khâu vội vàng giơ ngón cái, thiên hạ vô song. Diệp Huyên cười ha hả. Thanh Khâu liếc nhìn sáu người kia, giết không? Diệp Huyên xoay lại hỏi họ, các ngươi đến từ đại thiên giới. Sáu người gật đầu lia lịa. Báo thù là gì? Không dám nghĩ nữa. Người trước mắt họ là thiếu chủ Dương tộc, tuy không có chức vị gì nhưng vẫn là thiếu chủ. Diệp Huyên nhìn sáu người kia, không nói gì. Hắn biết vì sao mình không được họ công nhận, bởi vì cha chưa từng chính thức thừa nhận hắn trước Dương tộc, vì vậy rất nhiều người trong tộc đều xem hắn như con ngoài giá thú. Hơn nữa đó giờ Tuyết tỷ vẫn luôn đi theo cha, nhiều người đều tự động xem tỷ ấy như người thừa kế. Đã vậy, có lẽ cha cũng không nghĩ đến điều này nên chưa từng nhận hắn về làm lễ trước toàn tộc. Dương tộc là một siêu thế lực cực kỳ khổng lồ, nội bộ đương nhiên phải phức tạp. Như nghĩ đến điều gì? Diệp Huyên gọi chiếc nhẫn cha đưa cho ban đầu xuất hiện trong tay. Nó tượng trưng cho thân phận hắn, nhưng những người này lại không nhận ra. Có phải vì cấp bậc quá thấp? Diệp Huyên thấy đau đầu. Thanh Khâu bỗng cười lên, có cần giết chúng không ca ca? Sắc mặt sáu người kia lập tức trở nên khó coi. Diệp Huyên cười nói, các ngươi về nói với giới chủ đại thiên giới, muốn gây sự với ta thì tự mình đến đây, đừng phái. Hắn cau mày, thôi, không cần hắn đến, ta tự đi. Các ngươi dẫn ta đến đại thiên giới đi. Sáu người kia chần chừ.
Diệp Huyên nheo mắt, thế nào? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một người vội nói, không có gì, chúng ta lập tức đưa thiếu chủ đến đại thiên giới. Diệp Huyên gật đầu. Thanh Khâu nói, để muội đi cùng huynh. Thấy hắn do dự, cô bé nói tiếp, muội cũng tiện thể khảo sát đại thiên giới luôn. Dù sao học viện La Giới cũng đã thành lập rồi, không có vấn đề gì. Diệp Huyên lắc đầu cười, thôi được, vậy hai ta cùng đi. Thanh Khâu nở nụ cười ngọt ngào. Diệp Huyên nói với sáu người kia, đi thôi. Họ gật đầu rồi đưa hắn biến mất tại chỗ. Trong đường hầm thời không, Thanh Khâu tò mò hỏi, người Dương tộc không nhận ra đại ca ư? Diệp Huyên, họ biết chứ, nhưng chắc vì cha không nhắc đến ta trong tộc nên họ không xem trọng ta lắm. Và lại ta cũng không biết trung tâm Dương tộc nằm ở đâu. Hắn lắc đầu cười. Tình hình có phần xấu hổ. Thiếu chủ Dương tộc lại không biết tộc mình nằm ở nơi nào. Thật sự là có chút thất bại. Thanh Khâu gật đầu như có điều suy nghĩ. Không lâu sau, sáu người kia dẫn hai huynh muội đến đại thiên giới. Vừa bước vào, Diệp Huyên đã nhìn thấy vô số tòa thành như những bàn tay khổng lồ ngự trị giữa không trung, trông nguy nga bề thế vô cùng. Đồng thời cũng cảm nhận được vô số khí tức mạnh mẽ. Cho thấy văn minh võ đạo đại thiên giới hiển nhiên cao hơn La Giới rất nhiều. Lúc này, một ông lão xuất hiện trước mặt bọn họ. Sáu người kia thấy ông ta thì cung kính thi lễ, tham kiến Tả Hộ Pháp. Tả Hộ Pháp. Ông lão không thèm để ý đến họ mà lập tức nhìn Diệp Huyên, một hồi sau nói, bái kiến thiếu chủ. Tuy gọi hai tiếng thiếu chủ nhưng thần sắc và thái độ không hề tôn kính. Diệp Huyên cười hỏi, Hữu Hộ Pháp là gì với ông? Ông lão lạnh nhạt nói, đồng nghiệp. Diệp Huyên, vậy chúc mừng. Ông lão nhíu mày, chúc mừng. Diệp Huyên chớp mắt, đương nhiên rồi, vì đại thiên giới bây giờ chỉ còn mình ông là hộ pháp thôi. Ông lão ngẩn ra, một khắc sau biến sắc. Khi hiểu ra ý Diệp Huyên, Hữu Hộ Pháp đã bị giết. Diệp Huyên đi đến trước mặt Tả Hộ Pháp, đưa ta đi gặp giới chủ của các ngươi. Tả Hộ Pháp chỉ im lặng nhìn lại. Diệp Huyên thở dài, ta không tài nào hiểu được, các ngươi muốn ủng hộ đại tỷ ta làm thế tử, nhưng trước đó có thể điều tra quan hệ giữa chúng ta được không? Hay đi hỏi tỷ ấy trước khi nhằm vào ta? Ta dám cá các ngươi không thèm hỏi han gì cả mà chỉ võ đoán tâm tư tỷ ấy, cho rằng tỷ ấy sẽ vui nếu ta bị diệt trừ đúng không? Tả Hộ Pháp không nói gì. Diệp Huyên, theo ta biết, cấp bậc của các ngươi ở Dương tộc vẫn thuộc về tầng dưới cùng, đã vậy thì bày đặt chia phe làm gì? Cho dù ta và tỷ tỷ không vừa mắt nhau thì các ngươi can thiệp vào được chắc. Làm ơn động não đi được không? Ta tốt xấu gì cũng là con ruột của cha ta, có huyết mạch phong ma thuần khiết nhất, cho dù có là phế vật cũng không phải để các ngươi tùy ý kiếm chuyện, hiểu chưa? Như bây giờ ta dám giết ngươi, ngươi có dám giết ta không? Tả Hộ Pháp im thin thít, Diệp Huyên nói đúng, hắn có thể ra tay với họ, nhưng họ có 100 cái lá gan cũng không dám làm gì hắn. Dù sao cũng là con ruột của kiếm chủ áo xanh mà. Diệp Huyên lại nói, ông tu luyện đến bây giờ hẳn cũng có chút đầu óc, nhưng sở dĩ dám làm vậy với ta là vì muốn chia phe phái, muốn lấy lòng đại tỷ, hay đúng hơn là lão đại phía trên ông muốn làm vậy, nhưng... Hắn nhếch mép, sao các ngươi dám chắc tỷ đệ chúng ta không hòa thuận? Lỡ như chúng ta cực kỳ thân thiết với nhau thì sao? Khi ấy chẳng phải là đắc tội cả hai bên. Tả Hộ Pháp im lặng suốt một hồi rồi thi lễ, thiếu chủ dậy phải. Thuộc hạ ban nãy vô lễ, mong thiếu chủ thứ tội. Lại thi lễ lần hai. Diệp Huyên vỗ vai ông ta, chuyện nhỏ, ta không phải người lòng dạ hẹp hòi. Tả Hộ Pháp cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần, lại nghe Diệp Huyên nói, từ giờ trở đi, đại thiên giới do ta tiếp quản. Ta lấy danh nghĩa cha ta bãi nhiệm giới chủ, từ nay về sau ta chính là giới chủ đại thiên giới. Hử, mặt ông thế là sao? Con kế nghiệp cha thì có vấn đề gì à? Tả Hệ Pháp. Lời nói của Diệp Huyên khiến Tả Hộ Pháp có phần khó xử, thiếu chủ, việc này. Diệp Huyên chỉ cười, cái gì của cha ta thì là của ta. Giới chủ đại thiên giới không bằng lòng thì cứ việc đến tìm ta. Sau đó dẫn Thanh Khâu đi. Để lại Tả Hộ Pháp đứng tại chỗ thở dài. Rốt cuộc là sao thế này? Thật ra bọn họ cũng không đoán được thái độ của cao tầng Dương tộc.
rốt cuộc muốn lập ai làm thế tử. Nếu nói là Diệp Huyên thì kiếm chủ áo xanh lại chưa từng tuyên bố hay thông báo về sự tồn tại của hắn. Rất nhiều người Dương tộc đều cho rằng Dương Niệm Tuyết sẽ là người thừa kế, bởi nàng từ bé đến lớn đều sống tại Dương tộc, vẫn luôn đi theo kiếm chủ, còn Diệp Huyên thì gần đây mới chui ra từ cái xó nào đó không ai biết. Nhưng Dương Niệm Tuyết lại có rất nhiều siêu đại lão ủng hộ, bọn họ sợ một khi theo phe Diệp Huyên thì sẽ chọc giận những người này. Khó quá! Tả Hộ Pháp thở dài. Diệp Huyên không để tâm đến những chuyện này mà dẫn Thanh Khâu tiến vào Đại Thiên Thành. Đây là tòa thành hưng thịnh nhất đại thiên giới, không gian thoáng đãng rộng rãi, kiến trúc cách xa nhau, nhìn vô cùng thích mắt. Nhìn dòng người qua lại cũng đông đúc cực kỳ, Diệp Huyên đoán rằng tòa thành này phải chứa được mấy chục triệu người là ít. Như nghĩ đến điều gì đó, hắn gọi Tả Hộ Pháp. Lời vừa dứt, Tả Hộ Pháp đã xuất hiện bên cạnh. Sau cuộc trò chuyện vừa rồi, thái độ của ông ta đối với Diệp Huyên đã có thay đổi rất lớn. Diệp Huyên nói đúng, cho dù hắn và Dương Niệm Tuyết có tranh giành ra sao thì cũng không phải việc mà đám Lâu La như họ có thể xen vào. Đã vậy thì còn phải chia phe phái làm gì? Không thấy Hữu Hộ Pháp bị chém chết rồi sao? Diệp Huyên nhìn khắp thành một lượt, hỏi, Dương tộc mỗi năm sẽ chọn thiên tài ưu tú từ những người trong thành này à? Tả Hộ Pháp gật đầu, đúng vậy, một thế lực mạnh cần phải bổ sung máu mới liên tục. Nơi khác ra sao ta không biết. Nhưng đại thiên giới chúng ta cứ cách vài năm sẽ lựa chọn những thiên tài và yêu nghiệt ưu tú để tiến hành đào tạo. Diệp Huyên gật gù, lại hỏi, giới chủ của các ngươi còn chưa đến đây gặp ta. Tả Hộ Pháp cười khổ, trước khi thiếu chủ đến, giới chủ đã rời khỏi đại thiên giới rồi, hiện không có mặt trong thành. Diệp Huyên nhíu mày, đi rồi. Tả Hộ Pháp gật đầu. Diệp Huyên tò mò, đi đâu? Tả Hộ Pháp lắc đầu, không biết. Diệp Huyên nghĩ một hồi rồi cười, đừng nói là cố tình tránh mặt ta chứ. Tả Hộ Pháp chỉ nhếch mép cười cười, không dám nói gì. Diệp Huyên, đến phủ thành chủ đi. Tả Hộ Pháp vội gật đầu, được. Rồi đi trước dẫn đường. Thanh Khâu chợt nói, đại ca, muội đi dạo một chút. Diệp Huyên do dự nhưng rồi cũng nói, nhớ cẩn thận. Thanh Khâu cười, vâng. Rồi xoay người biến mất. Diệp Huyên liếc một cái, Tả Hộ Pháp lập tức vẫy tay, lập tức có ba cường giả thượng thần cảnh đi theo. Một hồi sau, Tả Hộ Pháp đưa hắn đi đến phủ thành chủ. Nơi này nguy nga đồ sộ vô cùng, xa hoa tráng lệ không kém gì hoàng cung. Diệp Huyên quan sát một hồi, nói, rất lớn, rất tốt, rất hợp để làm thư viện. Tả Hộ Pháp túng lúng, không dám nói gì. Lúc này, một lão già xuất hiện trước mặt họ, lạnh lùng nhìn Diệp Huyên. Nơi đây là phủ thành chủ, người ngoài không được tự tiện xông vào. Tả Hộ Pháp vội nói, lão Chu, đây là thiếu chủ. Lão già vẫn lạnh nhạt, không ai được phép. Thấy gương mặt Tả Hộ Pháp cứng lại, Diệp Huyên hỏi, Tả Hộ Pháp, đại thiên giới này có tính là một nhánh của Dương tộc không? Tả Hộ Pháp, đương nhiên có. Diệp Huyên gật đầu rồi thoát cái biến mất. Kiếm quang lóe lên, hắn đã rời khỏi vũ trụ hiện hữu. Một khắc sau, bốn cái bóng mờ đan xen qua lại quanh người lão Chu. Sát na vô địch. Vào khoảnh khắc Diệp Huyên thi triển kiếm kỹ, lão Chu biến sắc kịch liệt, vung tay gọi một tấm khiên đen xuất hiện trước mặt. Nhưng khi bốn cái bóng hiện ra, tấm khiên vỡ vụn, để bốn tia kiếm quang lần lượt chém vào người lão. Xoẹt 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 xoẹt. Theo âm thanh vang lên, lão Chu lẫn tấm khiên trở thành vài miếng thịt rời rạc trên mặt đất, máu phun như suối. Mà Diệp Huyên đã xuất hiện phía sau đó không xa. Kiếm đã vào vỏ. Hắn nhấc chân đi luôn, gọi người đến quét dọn đi, ta không thích mùi máu. Tả Hộ Pháp đã hóa đá tại chỗ. Đầu óc trống rỗng. Xiết trong nháy mắt. Trong khi lão Chu cũng là cường giả thượng thần cảnh tầng 5. Cảnh giới này đã gần ngang hàng với giới chủ ở đại thiên giới. Nhưng đứng trước nhát kiếm kinh khủng của Diệp Huyên thì hoàn toàn không có sức chống trả, trực tiếp bị tiêu diệt. Khủng khiếp quá! Tả Hộ Pháp đã sợ hãi đến cực điểm. Ông ta tin rằng ngay cả giới chủ cũng không thể đỡ được một kiếm kia chứ đừng nói ông ta. Đúng là con của kiếm chủ rồi. Ông ta quay phát lại gầm lên, còn không đến dọn dẹp. Không biết thiếu chủ ghét mùi máu hả?
Lập tức có người đến quét dọn. Sau khi bước vào đại điện, Diệp Huyên sụi lơ trên ghế. Toàn thân hư nhược. Cái giá của việc thi triển hai lần sát na vô địch trong một khoảng thời gian ngắn là quá lớn. Lấy thực lực hiện nay của hắn chỉ có thể dùng 3 lần, nếu bây giờ lập tức dùng thêm một lần thì không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào. Bởi vì bây giờ hắn đã rất yếu rồi. Nhưng sát na vô địch đi kèm với kiếm thanh huyên quả nhiên là vô địch. Đừng nói chi những cường giả này, ngay cả tiểu tháp được cải tạo rồi cũng không ngăn nổi. Cũng chỉ có chiến giáp của nhị nha mới miễn cưỡng chịu được. Lúc này, Tả Hộ Pháp xuất hiện ngoài cửa, khẽ thi lễ, thiếu chủ. Diệp Huyên lấy một viên đan dược ra ăn vào, nói, vào đi. Khi Tả Hộ Pháp đi vào, Diệp Huyên đã khôi phục thần sắc như thường. Hắn nói, ta sẽ tiếp quản đại thiên giới, ai không phục, ông giết thay ta. Tả Hộ Pháp trần trừ, còn giới chủ. Diệp Huyên lãnh đạm nhìn ông ta, không phục, giết. Tả Hộ Pháp. Diệp Huyên, thế giới nào còn mạnh hơn đại thiên giới? Tả Hộ Pháp, hẳn là chung thế giới, có siêu cường giả trên thượng thần cảnh. Từ thượng thần giới, thương giới, la giới lẫn đại thiên giới đều thuộc sự quản lý của chung thế giới. Ta còn được biết bọn họ nắm quyền coi sóc mấy trăm thế giới tương tự như đại thiên giới. Giới chủ à không, phải gọi là giới thần tương đương với chư hầu một phe nhỏ dưới thế tục của chung thế giới chỉ cần ra lệnh là có thể điều động vô số đội quân cường giả. Giới thần. Diệp Huyên cười, giới chủ đại thiên giới đến chung thế giới đúng không? Tả Hộ Pháp trần trừ trước khi gật đầu. Diệp Huyên, nói vậy là giới thần của chung thế giới có thể miễn cưỡng tiếp xúc được với cao tầng nòng cốt của dương tộc, đúng chứ? Tả Hộ Pháp lắc đầu cười khổ, chuyện này thì ta không biết. Diệp Huyên im lặng, hỏi thầm trong lòng, tiểu tháp, ngươi từng ở bên cha, có biết gì về dương tộc không? Tiểu tháp đáp ngay, không. Diệp Huyên nhíu mày, tiểu tháp, tiểu chủ, ta nói cho ngươi biết, dương tộc này tuyệt đối không phải do chủ nhân lập nên. Ngài ấy không có hứng với mấy việc này, nên chắc chắn là tô chủ mẫu làm. Nếu đúng là vậy thì tuyết chủ có thể chính là người thừa kế hợp pháp. Diệp Huyên đen mặt. Tiểu tháp lại nói, mà tiểu chủ quan tâm đến dương tộc làm gì? Đừng quên sau lưng người còn có thiên mệnh tỷ. Chừng nào chủ nhân còn chưa ra tay, đem so dương tộc với thiên mệnh tỷ còn chẳng phải là dưới đất với trên trời sao? Diệp Huyên im lặng. Tiểu tháp, nhưng ta nghĩ chủ nhân muốn cho tiểu chủ thừa kế dương tộc đó. Diệp Huyên cười, vì sao? Tiểu tháp, vì chiếc nhẫn chủ nhân đưa cho người cũng từng được ngài ấy mang. Thái độ quá rõ ràng rồi còn gì nữa. Nhưng mà mấy tên đần này cấp bậc thấp quá, không nhận ra chiếc nhẫn đó. Ta thấy chỉ có người trong vòng nòng cốt chân chính của dương tộc mới có thể nhận ra, như Vân Tỷ Tỷ chẳng hạn. Diệp Huyên im lặng một hồi rồi hỏi, vậy ngươi nói xem ta nên làm gì bây giờ? Cứ tiếp tục thế này chắc ta phải giết thêm vô số người nữa quá. Sợ gì chứ? Nào ngờ tiểu tháp bỗng cáu bẩn kêu lên, tiểu chủ. Người thật sự nghiện đọc sách làm dân tri thức rồi đó hả? Ta ghét người bây giờ rồi đấy. Diệp Huyên sửng sốt. Tiểu tháp tiếp tục, từ khi nào mà người hiền khô vậy? Diệp Huyên chướng mắt ai là giết kẻ đó ở Thanh Thành đâu rồi? Diệp Huyên dám tàn sát Triệu Sinh Linh vì muội muội đâu rồi? Người phải nhớ cho kỹ, mặc kệ là đại thiên giới hay chung thế giới gì đó đều là thuộc hạ của dương tộc. Nói theo kiểu của hệ Ngân Hà thì bọn chúng là nhân viên của nhà chúng ta. Đã làm công mà còn dám bố láo với con của ông chủ, không phải làm phản thì là gì? Không phải người muốn giết chúng trước mà do chúng động vào người trước thì còn sợ cái qué gì nữa? Đập chết chúng nó, diệt tộc chúng nó, giết một đám cường giả là bọn chúng tự động kính trọng người ngay, lo cái gì nữa mà lo? Diệp Huyên im lặng. Tiểu tháp tiếp tục, người là thiếu chủ, con của chủ nhân, người thừa kế hợp pháp của dương tộc. Cho dù chúng có không công nhận thì lại thế nào? Tiểu chủ phải nhớ, mấy kẻ này không có chủ nhân che chở thì cũng chỉ là vứt đi. Vì sao chủ nhân đồng ý cho chúng thành lập dương tộc? Vì sao phải cho người chiếc nhẫn kia? Rõ ràng là để giúp đỡ người chứ còn gì nữa. Cho dù có lui lại 1000 bước, coi như chủ nhân không có ý này thì người cũng quan tâm làm gì. Người không phạm ta, ta không phạm người. Đừng nói bọn thuộc hạ dương tộc, cho dù có là chủ nhân muốn hại người, người cũng phải đánh chết. Giết cha thì đã sao chứ? Diệp Huyên đen cả mặt.
Bút đại đạo bỗng la lên, tháp rách, ta cảnh cáo ngươi ăn nói đàng hoàng. Ngươi! Tiểu tháp quát lại, cây bút quèn nhà mi câm mồm. Đừng có mở miệng lên lớp ta, mi ban đầu cũng bị một kiếm của thiên mệnh tỷ làm cho nín mỏ luôn đấy thôi. Đệt mở! Bút đại đạo tức giận, tháp rách, mi đừng có mà khiêu khích ta. Có tin ông đây cho mi chết ngay và luôn không? Cầu còn không được. Tiểu tháp gắt, trừ thiên mệnh tỷ ra, bố đây còn phải sợ đứa nào? Bút đại đạo chưa kịp mở miệng đã lại nghe tiểu tháp nói, cất cái đạo lý mồm của mi vào, ngon thì mi và chủ nhân ra đây mà đánh này. Ông đây vô địch, chủ tớ bọn mi thích làm gì thì làm. Bút đại đạo. Nghe thấy lời của tiểu tháp, Diệp Huyên hoàn toàn cạn lời. Tiểu tháp này uống say rồi à? Sao lại tự tin như thế? Thật bất thường, bút đại đạo và tiểu tháp đã bắt đầu đánh nhau. Diệp Huyên không để ý đến hai chúng nó, sau khi đi dạo một vòng ở phủ thành chủ, cuối cùng hắn đi tới một phòng sách. Đây là phòng sách của giới chủ đại thiên giới, cất giữ rất nhiều sách, loại nào cũng có. Diệp Huyên đi tới trước một kệ sách, hắn cầm lấy một quyển cổ tịch mở ra. Sử thu, đây là một quyển cổ tịch liên quan đến lịch sử của vũ trụ đại thiên, mỗi một vũ trụ đều có lịch sử của riêng mình, mà khiến Diệp Huyên khá thất vọng là hắn muốn xem lịch sử của toàn bộ vũ trụ hiện hữu. Từ Thanh Nhi, hắn biết bây giờ được chia làm hai vũ trụ, một là vũ trụ hiện hữu, hai là vũ trụ vô biên. Lịch sử phát triển của toàn bộ vũ trụ hiện hữu là như thế nào? Diệp Huyên thật sự rất tò mò, tiếc là thư phòng cũng không có quyển sách như thế, đa số cổ tịch ở đây đều chỉ ghi lại lịch sử và một vài nền văn minh con người của vũ trụ đại thiên mà thôi. Nhưng hắn vẫn có thu hoạch không nhỏ, vì bây giờ hắn đã hiểu đại khái được vũ trụ đại thiên rồi. Cũng chính vì thế, hắn quyết định không đi đến chung thế giới, mà ở lại đây để phát triển đại thiên giới này, vì đại thiên giới thật sự quá rộng lớn. Đi ra từ trong phòng sách, Diệp Huyên bắt đầu tiếp quản đại thiên giới một cách toàn diện. Mà việc Diệp Huyên tiếp quản cũng khiến toàn bộ đại thiên giới thấy khiếp sợ. Thiếu chủ, nơi này không thể so sánh với mấy nơi nhỏ lẻ khác, vì thế mọi người đều biết đến sự tồn tại của Diệp Huyên. Nhưng Diệp Huyên đột nhiên tiếp quản như thế vẫn khiến rất nhiều người thấy không quen. Vì thế cũng có không ít người bằng mặt không bằng lòng. Đại thiên điện này là nơi thường dùng để thảo luận chuyện của đại thiên giới. Lúc này, trong điện tập trung hơn 100 người, những người này cũng giống như quan viên trong thế tục, trông coi tất cả việc lớn nhỏ ở đại thiên giới. Trong điện, mọi người thấy Diệp Huyên đang ngồi ở vị trí giới chủ thì nét mặt đều rất kỳ lạ. Ở bên cạnh Diệp Huyên là Tả Hộ Pháp và Trương Sứ vừa mới xuất quan. Lúc này Trương Sứ đã là cường giả tầng 2. Nhưng cũng không tính là mạnh nhất ở đại thiên giới này. Diệp Huyên nhìn mọi người bên dưới, sau đó nói, bây giờ ta lấy danh nghĩa cha ta tiếp quản đại thiên giới, kể từ hôm nay, đại thiên giới không có giới chủ, chỉ có thiếu chủ. Nói xong, hắn nhìn một vòng những người đang có mặt. Ai tán thành, ai phản đối? Ai tán thành ai phản đối? Nghe thấy lời này, trong điện thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Tả Hộ Pháp kia cũng lập tức trở nên căng thẳng. Ông ta hiểu rõ tính cách và thực lực của Diệp Huyên, thiếu chủ này cũng không phải một người hiền lành. Lúc này, bên dưới có một ông lão và một người đàn ông trung niên bước ra, ông lão đi trước trầm giọng nói, ta phản đối, thiếu chủ. Kiếm bên hông Diệp Huyên lập tức rời khỏi vỏ. Ong, một tiếng kiếm reo vang vọng, sát na vô địch, khi Diệp Huyên vung kiếm, sắc mặt tất cả cường giả xung quanh đều lập tức thay đổi, ông lão bước ra đầu tiên càng hoảng hốt hơn, ông ta lập tức vội vàng nói, ta tán thành. Thiếu chủ, ta tán thành, ta, xoẹt 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 xoẹt, còn chưa nói hết câu, ông ta đã bị chém thành mấy đoạn. Thẳng thừng giết chết trong nháy mắt mọi người. Diệp Huyên đột nhiên khẽ thở dài, sao lại nói chuyện chậm thế chứ? Kiếp sau nhớ nói nhanh hơn một chút nhé. Mọi người, Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông trung niên vừa đi ra cùng với ông lão, ông muốn nói gì? Người đàn ông trung niên run rẩy hỏi, thiếu chủ, phản đối sẽ chết sao? Diệp Huyên nghiêm túc đáp, sao có thể, ta không phải loại người như thế. Người đàn ông trung niên kia hơi do dự, sau đó chỉ vào vũng máu trước mặt, vậy. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên, bình tĩnh hỏi, ông có muốn đổi một chủ đề khác không? Dứt lời, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn lại rung lên. Nhìn thấy thế, sắc mặt người đàn ông trung niên thay đổi, ông ta vội vàng nói, thiếu chủ, ta không có ý kiến gì cả. Ta tán thành cả hai tay. Nói xong. Ông ta lùi sang một bên, mồ hôi lạnh tuôn rơi. Thiếu chủ này không phải một người hiền lành,
Diệp Huyên nhìn mọi người trong thần điện, bình tĩnh cất lời, ta và cha ta đều là người dân chủ, nếu mọi người có ý kiến gì cũng đều có thể nói ra, thật đấy. Mọi người im lặng, Diệp Huyên thấy mọi người không nói lời nào thì lập tức đứng dậy, sau đó nói, bây giờ ta tuyên bố, ta sẽ xây dựng một thư viện ở Đại Thiên Giới. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Trương Sứ, bây giờ ta sẽ bổ nhiệm Trương Sứ thành giới chủ Đại Thiên Giới, tăng gấp đôi so với bổng lộc ban đầu, ngoài ra, ở Dương tộc, trừ ta ra, ông ấy không cần phải nghe theo mệnh lệnh của ai cả. Nghe vậy, Trương Sứ ở bên cạnh vô cùng mừng rỡ, ông ta vội vàng quỳ một chân xuống, đa tạ thiếu chủ. Giới chủ Đại Thiên Giới. Ông ta biết đây là một cơ hội lớn với ông ta. Thượng thần giới trước kia hoàn toàn không thể so sánh với Đại Thiên Giới này, sau khi trở thành giới chủ Đại Thiên Giới, ông ta sẽ có vô số cơ hội và tài nguyên. Đương nhiên quan trọng hơn là rõ ràng Diệp Huyên cho thấy hắn bắt đầu muốn bồi dưỡng tâm phúc của riêng mình, mà ông ta chính là đại tướng tâm phúc đầu tiên của hắn ở Dương tộc. Mọi người trong điện đưa mắt nhìn nhau. Đương nhiên bọn họ thấy không phục Trương Sứ này, dù sao bây giờ Diệp Huyên chỉ là thiếu chủ, cũng không có chức vị gì. Nhưng dù không phục, các đại tướng đều rất ăn ý không nói lời nào. Ai cũng đều sợ chết cả. Diệp Huyên nhìn về phía Trương Sứ, chuyện thư viện do ông xử lý, có chỗ nào không hiểu có thể hỏi Thanh Khâu, nàng là viện chủ võ viện. Trương Sứ gật đầu, thuộc hạ biết rồi. Diệp Huyên nhìn về phía Tả Hộ Pháp, giúp ta thông báo với Trung Thế Giới, bắt đầu từ bây giờ, Đại Thiên Giới do ta quản lý, có thể tới giết ta, dù sao cha ta cũng chỉ có một đứa con trai. Chỉ cần bọn họ không sợ cha ta không có người nối dõi, bọn họ muốn làm gì cũng được. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tả Hộ Pháp, sau khi Diệp Huyên rời đi, Trương Sứ bảo tất cả mọi người ở lại. Trương Sứ nhìn mọi người, lạnh lùng nói, ta biết các ngươi không phục ta, nhưng không sao, ta cũng không cần các ngươi phục. Ta chỉ cần các ngươi làm theo lệnh, ta xin nói lời này, bất cứ mệnh lệnh gì của ta, nếu các ngươi dám không nghe theo hoặc bằng mặt không bằng lòng, ta sẽ đề nghị thiếu chủ đuổi hết các ngươi. Hơn nữa còn mãi mãi không được quay lại Dương tộc nữa, các ngươi cũng hiểu tính thiếu chủ đấy, nếu hắn đuổi các ngươi đi, ta xem ai dám nhận các ngươi nữa. Mọi người im lặng, Trương Sứ lại tiếp tục nói, chuyện đầu tiên chúng ta cần làm chính là xây dựng thư viện Quan Huyên, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi đi tìm giúp ta tất cả những người có học vấn sâu rộng ở Đại Thiên Giới, không quan tâm cảnh giới, chỉ suy xét học vấn, mời những người này đến phủ thành chủ. Ngoài ra, ta còn cần rất nhiều nhân tài ưu tú nữa. Dù mọi người không phục Trương Sứ cho lắm, nhưng đều vẫn làm theo, cũng không muốn gây chuyện với Diệp Huyên vào lúc này. Còn Diệp Huyên thì đã rời khỏi Đại Thiên Giới, hắn trở lại Thanh Châu một lần nữa, nhưng lần này không phải đến thư viện. Mà là hoàng cung của Thác Bạt Ngạn, có một số việc không nhất định phải làm thường xuyên, nhưng không thể không làm, lúc có thể lựa chọn vẫn phải làm một lần. Nếu là cầu độc thân thì đừng hỏi về vấn đề này. Trung Thế Giới, lúc này, Trung Thế Giới tổ chức một cuộc họp này tập trung mấy trăm người, có thể nói, những người có quyền thế ở Trung Thế Giới đều đến đây. Giới chủ Trương Phong của Đại Thiên Giới cũng có mặt, trong điện, sắc mặt Trương Phong cực kỳ khó coi, vì đất phong của ông ta không còn nữa. Ông ta đã nhận được tin, bây giờ Diệp Huyên đã cai quản toàn bộ Đại Thiên Giới. Ông ta tức nhưng không dám nói gì, dù sao cũng là thiếu chủ. Ông ta chỉ có thể đến Trung Thế Giới tìm cứu binh thôi. Lúc này, một ông lão xuất hiện trên đại điện, nhìn thấy ông lão, mọi người vội vàng hành lễ, bái kiến Tư Quân Giả. Tư Quân Giả, đây chính là tồn tại dưới một người trên vạn vạn người trong Trung Thế Giới. Chỉ đứng sau giới thần, Tư Quân Giả nhìn mọi người trong điện, sau đó nói, không có lệnh của giới thần, không một ai được đến Đại Thiên Giới động vào thiếu chủ. Nói đến đây, ông ta im lặng một lát rồi mới tiếp tục, thiếu chủ có mệnh lệnh gì, các ngươi đều phải nghe theo. Nghe vậy, mọi người sửng sốt. Lúc này, một ông lão đột nhiên trầm giọng nói, Tư Quân Giả, rõ ràng thiếu chủ này là đang làm bậy, chúng ta cứ thế mặc cho hắn làm bậy sao? Tư Quân Giả nhìn về phía ông lão, vậy ông đi giết hắn đi. Nét mặt ông lão cứng đờ, Tư Quân Giả lạnh lùng nhìn mọi người, sau đó nói, nhớ kỹ điều này, hắn là thiếu chủ. Dù kiếm chủ chưa bổ nhiệm cho hắn bất cứ chức vị gì thì hắn vẫn là thiếu chủ, chúng ta không có tư cách động vào hắn. Ông lão hơi thi lễ, không dám nói gì nữa. Giới chủ Đại Thiên Giới Trương Phong đột nhiên nói, nếu hắn muốn đến tiếp quản Trung Thế Giới thì sao? Nghe vậy, nét mặt mọi người đều trở nên kỳ lạ, sau đó đồng loạt nhìn về phía Tư Quân Giả.
Tư Quân Giả im lặng một lát rồi đáp, chơi đùa một chút thì được, nhưng nếu đùa quá trớn chính là quá đáng. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Trương Phong hơi nhếch môi, rất rõ ràng thái độ của Trung Thế Giới là Diệp Huyên ngươi có thể tùy tiện chơi đùa ở thế giới bên dưới, nhưng không thể có ý đồ với Trung Thế Giới. Mà ông ta biết, sớm muộn gì Diệp Huyên cũng sẽ đến Trung Thế Giới. Trương Phong nở nụ cười. Sau khi Tư Quân Giả rời khỏi đại điện, ông ta đi tới một khu rừng, phía sau khu rừng này có một ngôi nhà trúc. Tư Quân Giả đi tới trước nhà trúc, cúi người hành lễ, giới thần, có cần báo cáo lên trên chuyện của thiếu chủ không? Trong nhà trúc vô cùng yên tĩnh, một lát sau có một giọng nói chậm rãi vang lên, không cần. Tư Quân Giả trầm giọng nói, ta đã điều tra, bây giờ thiếu chủ này đang xây dựng thư viện gì đấy, mà hắn lại còn biến thương giới, thượng thần giới, đại thương giới và la giới thành của mình, dùng để tạo dựng thư viện kia, hành động này của hắn. Nói đến đây, ông ta cau mày, giới thần im lặng một lát rồi nói, chúng ta không thể động vào người này, nhưng người khác thì. Nghe vậy, Tư Quân Giả sửng sốt. Sau đó, ông ta cúi người hành lễ, ta hiểu rồi. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Đương nhiên bọn họ không thể động vào Diệp Huyên, nhưng nếu là người khác động vào thì sao? Nếu thiếu chủ chết trong tay người khác, khi đó có liên quan gì đến bọn họ chứ? Ngược lại bọn họ còn có thể đi trả thù cho thiếu chủ để lập công nữa. Giọng nói trong nhà trúc lại vang lên, một đứa con riêng. Không biết khiêm tốn còn ngang nhiên muốn chiếm vị trí cao, đúng là hoang đường. Trong hoàng cung, Diệp Huyên nằm trên giường lớn, trong lòng hắn là Thác Bạt Ngạn người không mảnh vải. Thác Bạt Ngạn nằm im trong lòng Diệp Huyên, hai mắt khép hờ. Diệp Huyên nhìn chân trời xa xôi, trên mặt mang theo ý cười nhẹ nhàng. Thật là thoải mái. Lúc này, Thác Bạt Ngạn chợt nhẹ giọng hỏi, dậy rồi sao? Diệp Huyên gật đầu, Thác Bạt Ngạn nhẹ nhàng cọ vào lòng Diệp Huyên, khẽ hỏi, ngủ tiếp nữa không? Diệp Huyên cười to, được. Nói xong. Hắn xoay người một cái. Trong điện lại nhanh chóng vang lên những âm thanh tuyệt vời. Âm thanh này là gì, mọi người có thể tự tưởng tượng. Mặt trời lên cao. Giữa trưa, Diệp Huyên rời khỏi đại điện, hắn đứng trước đại điện, ngẩng đầu nhìn chân trời phía xa tầm trạng thoải mái. Lúc này, Thác Bạt Ngạn đột nhiên đi tới sau lưng Diệp Huyên, nàng ta nhẹ nhàng ôm lấy eo hắn, sau đó kề sát vào người hắn, dịu dàng hỏi, phải đi rồi sao? Diệp Huyên gật đầu. Dù thư viện có Thanh Khâu, nhưng hắn không thể giao hết mọi chuyện cho Thanh Khâu được, nhưng nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm ý nhân gian trong tay hắn đột nhiên xuất hiện, kiếm ý này lại mạnh hơn trước đây không ít. Có thể nói, bây giờ chỉ dựa vào kiếm ý, hắn đã có thể chém chết cường giả hóa thần cảnh rồi. Nếu sử dụng sát na vô địch, dù là cường giả thượng thần cảnh hắn cũng có thể giết chết một cách dễ dàng. Mà bây giờ hắn chỉ là hóa thần. Mục tiêu của hắn hiện tại chính là thượng thần. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên mở lòng bàn tay, bút đại đạo xuất hiện, như nhớ ra điều gì, hắn chợt nói, bút huynh, ta phải làm sao mới có thể lợi dụng huynh để quan sát vận mệnh của người khác. Bút đại đạo im lặng một lúc mới trả lời, cậu muốn làm gì? Diệp Huyên cười nói, bút huynh, huynh thật sự không phối hợp như thế ư. Bút đại đạo im lặng, tiểu tháp nói, tiểu chủ, tên này đi theo người lại không làm tròn trách nhiệm. Cái gì cũng giấu giếm, đuổi nó đi đi. Có ta và tiểu hồn, cây bút quèn này có giá trị tồn tại gì chứ? Diệp Huyên cười to một tiếng, xem ra tiểu tháp và bút đại đạo rất không hợp nhau. Bút đại đạo chợt nói, thiên cơ bất khả lộ, một khi tiết lộ thiên cơ sẽ bị cắn trả. Diệp Huyên hơi tò mò, ai cắn trả? Bút đại đạo nghiêm túc đáp, thiên đạo. Diệp Huyên nhíu mày, huynh đừng nói với ta là huynh sợ thiên đạo nhé. Bút đại đạo nhẹ giọng nói, thiên đạo bình thường, đương nhiên ta không sợ, nhưng có một thiên đạo ta không thể không sợ. Diệp Huyên hỏi, thiên đạo nào? Bút đại đạo nghiêm túc trả lời, chữ đạo trong 6 chữ chân ngôn, đạo này đứng đầu vạn đạo, tất cả thiên đạo đều do nó quản lý. Nếu ta tiết lộ thiên cơ cũng sẽ bị phạt. Diệp Huyên hỏi, nó dám phạt à? Bút đại đạo im lặng một lát rồi nói, không dám. Diệp Huyên gật đầu, thế huynh đã hiểu chưa? Bút đại đạo. Diệp Huyên đột nhiên nói, ta rất muốn biết số phận sau này của tiểu tháp. Huynh có thể nói một chút cho ta nghe không? Bút đại đạo im lặng một lát rồi nói, chết không tử tế. Diệp Huyên, tiểu tháp giận dữ thốt lên, mẹ kiếp, một bút một tháp lại bắt đầu đánh nhau. Diệp Huyên hơi cạn lời, hắn phát hiện tiểu tháp và bút đại đạo này xung khắc với nhau. Lúc này, Thác Bạt Ngạn nhẹ giọng hỏi, khi nào chàng đi? Diệp Huyên thôi suy nghĩ. Cười trêu, không nỡ để ta đi à?
Thác Bạt Ngạn gật đầu, Diệp Huyên cười to, xoay người ôm Thác Bạt Ngạn đi vào trong điện, cùng lúc đó, một cây bút và một tòa tháp bay thẳng ra ngoài Hoàng Cung. Mấy ngày sau, Diệp Huyên rời khỏi Hoàng Cung, lần này khác với lần trước, hắn phải đỡ tường đi rồi. Diệp Huyên ngồi xuống trước thềm đá, cả người sụi lơ. Hắn nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng than thở quá mệt. Không thể không nói, có một vài việc đúng là phải làm, nhưng không thể hôm nào cũng làm. Lúc này, bút đại đạo và tiểu tháp đều bay về trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn bút đại đạo và tiểu tháp, hắn phát hiện bút đại đạo này không phải bản thể, không đánh thắng được tiểu tháp. Phải nói là không thể làm gì tiểu tháp, năng lực phòng ngự của tiểu tháp chỉ đứng sau chiến giáp của nhị nha. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên cười to, cây bút quèn, lão tử là vô địch, vô địch. Ha ha, Diệp Huyên, bút đại đạo trầm giọng hỏi, người có dám đến hệ ngân hà không? Tiểu tháp cười to, thiên mệnh tỷ tỷ của ta đang ở hệ ngân hà, người có bản lĩnh thì đi đánh nàng đi. Bút đại đạo nổi giận, mẹ kiếp, mi có thể đừng nhắc mãi đến người khác không? Nếu mi có gan thì một mình đến hệ ngân hà đấu với ta đi, lão tử không đánh chết mi thì không phải là bút. Tiểu tháp cười nhạt, vậy sao ngươi không đến đây? Bút đại đạo nổi giận, ta không thể ra ngoài. Tiểu tháp hỏi, tại sao ngươi không thể ra ngoài? Bút đại đạo im lặng một lát rồi nói, đừng nói nhảm nhiều thế, ngươi chỉ cần nói có đến hệ ngân hà hay không lão được. Tiểu tháp đáp, không đến. Bút đại đạo châm chọc, ngươi sợ à? Tiểu tháp cười to, dù ngươi có nhiều lời đến mấy cũng không thể thay đổi một sự thật, đó là chủ nhân của ta lợi hại hơn chủ nhân của ngươi. Bút đại đạo lạnh lùng nói, tháp sách, ta muốn nói với ngươi, chủ nhân của ngươi đúng là lợi hại, nhưng ngươi thì không. Ngươi có biết chủ nhân của ta là ai không? Ngươi biết vì sao lần trước ngươi biến mất lâu như thế không? Ngươi có biết không, có thật sự biết không? Tiểu tháp im lặng, nó chợt thấy hơi hối hận rồi, lúc này nói mới phát hiện khi nãy mình có hơi hống hách. Trêu chọc bút đại đạo này một tí thì không sao, nhưng chủ nhân của nó... Tiểu tháp im lặng một lát rồi nói, ta đi theo tiểu chủ lăn lộn, tiểu chủ bảo vệ ta. Không được tự tin cho lắm. Diệp Huyên còn cần được người khác chăm sóc. Bút đại đạo cười nhạt, ngươi cứ đợi đó. Đợi ngươi tiếp tục biến mất đi. Tiểu tháp, Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, sau đó tiến vào tiểu tháp. Sau khi bước vào tiểu tháp, Diệp Huyên hấp thu một chút linh khí. Sau khi thân thể hồi phục, hắn quyết định sau này phải tu dưỡng thân thể hơn, nếu không, có một vài chuyện không thể làm quá lâu. Ít nhất phải 10 ngày trở lên mới có thể thỏa mãn. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, hắn cầm lấy bút đại đạo, nhờ có nó, hắn lập tức đạt tới thượng thần cảnh. Bây giờ hắn có tiểu tháp, cũng không cần sợ chuyện nền tảng không vững nữa, vì hắn có đủ thời gian củng cố cảnh giới của bản thân. Sau khi đạt đến thượng thần cảnh, Diệp Huyên lập tức cảm nhận được một lực lượng đáng sợ, cùng lúc đó, kiếm ý nhân gian của hắn cũng sôi trào. Cái thượng thần cảnh cần chính là tín ngưỡng chi lực, sự tín ngưỡng. Sau đó là phong thần của muôn vàn chúng sinh. Thượng thần cảnh, sau khi tín ngưỡng chi lực của Diệp Huyên sôi trào, hắn bắt đầu điên cuồng nuốt chửng trụ mạch trên người hắn bắt đầu biến mất với tốc độ vô cùng đáng sợ, cuối cùng biến thành vô số linh khí tràn vào trong người hắn. Oanh! Thế giới trong tiểu tháp dần rung động, khí thế quá mạnh mẽ. Diệp Huyên siết chặt hai tay, từng khí thế đáng sợ không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể hắn, những khí thế cường đại này ngày càng mạnh hơn. Đến thời điểm cuối cùng, thời không nơi Diệp Huyên đang đứng còn trở nên sôi trào, nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại. Tiểu tháp ổn định lại không gian xung quanh, mà lúc này, kiếm ý nhân gian của Diệp Huyên chợt sôi trào, sau đó, không gian xung quanh lại bắt đầu rung động một lần nữa. Kiếm ý nhân gian tương đương với tín ngưỡng chi lực, mà lúc này, kiếm ý của Diệp Huyên lại bắt đầu từ từ biến chất. Bên ngoài tiểu tháp, trong tinh không nào đó, một thời không đột nhiên nứt ra, một khắc sau. Một đám người áo đen xuất hiện, trong tay người áo đen cầm đầu có một thanh trường thương. Người áo đen cầm đầu nhìn một vòng xung quanh, sau đó nhìn xuống dưới, bên dưới chính là Thanh Châu Hà. Ông lão bên cạnh người áo đen cung kính nói, bẩm sát chủ, đúng thế. Sát chủ nhíu mày, nền văn minh của vũ trụ này thấp quá. Ông lão gật đầu, đúng thế. Sát chủ im lặng một lát rồi nói, giới thần kia ra giá cao như thế bảo chúng ta đến giết một thiếu niên. Chắc hẳn thiếu niên này không hề đơn giản. Nói xong, gã ta nhìn về phía ông lão, ông đã điều tra bối cảnh của hắn chưa? Ông lão cười đáp, đã điều tra. Sau lưng người này chỉ có một cô gái váy trắng, ta đã hỏi cường giả Túy Tiên Lâu từng giao thủ với nàng ta, lúc đó cô gái váy trắng chỉ là một đại kiếm tiên,
dù đã mấy năm trôi qua, nhưng có thể phát triển được đến mức nào chứ? Cho nên không có gì phải lo cả. Không có gì phải lo cả. Sát chủ nhìn xuống dưới, im lặng, trong lòng vẫn cảm thấy hơi bất an. Giết Diệp Huyên, có thể nhận được 3 tỷ trụ mạch, đây là cái giá mà Trung Thế Giới đưa ra. Diệp Huyên mới chỉ là hóa thần cảnh mà Trung Thế Giới lại đưa ra một cái giá cao như thế, rõ ràng là rất không bình thường. Nhưng vì sức hấp dẫn của 3 tỷ trụ mạch, gã ta không nỡ từ chối. Vì việc tu luyện cần rất nhiều tài nguyên, đặc biệt là gã ta còn phải chăm lo cho một đám huynh đệ, mà 3 tỷ trụ mạch này có thể giúp bọn họ không cần phải lo lắng về tài nguyên trong một khoảng thời gian rất dài về sau. 3 tỷ. Sát chủ thu hồi suy nghĩ, gã ta nhìn xuống bên dưới, đang định cất lời thì một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt sát chủ, người đó chính là Tư Quân Giả. Sát chủ nhìn Tư Quân Giả, không nói một lời, trong lòng thầm đề phòng, đương nhiên gã ta không hoàn toàn tin tưởng Tư Quân Giả này, làm cái nghề của bọn họ, đối mặt với bất cứ ai cũng đều phải đề phòng. Tư Quân Giả nói, chúng ta đã phong tỏa tất cả thời không ở vũ trụ này rồi, trong 2 canh giới, bất cứ ai cũng không thể đi đến đây, các ngươi chỉ có 2 canh giờ thôi, hiểu chứ? Sát chủ híp mắt, rốt cuộc hắn có thân phận gì? Tư Quân Giả lạnh nhạt hỏi, có muốn kiếm tiền nữa không? Sát chủ im lặng. Tư Quân Giả mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt sát chủ, bên trong có tận 5 tỷ trụ mạch, nhìn thấy 5 tỷ trụ mạch này, sát chủ im lặng. Tư Quân Giả nói, 2 canh giờ. Nói xong, ông ta xoay người biến mất, sắc mặt sát chủ càng nặng nề hơn. Lúc này, một ông lão bên cạnh gã ta trầm giọng nói, sát chủ, chuyện này có hơi kỳ lạ. Sát chủ lạnh lùng đáp, ta biết. Ông lão thoáng do dự, sau đó hỏi, có cần giết nữa không? Sát chủ nhìn nhẫn chứa đồ trước mắt, sắc mặt vô cùng khó coi. 5 tỷ, thật sự khiến gã ta động lòng. Nhưng trực giác nói với gã ta, nếu ra tay, e rằng sẽ phải dẫn đến một nhân quả lớn. Trung Thế Giới không dám giết Diệp Huyên đã có thể chứng minh được rất nhiều chuyện rồi. Lúc này, thời không trước mặt bọn họ đột nhiên rung lên, một khắc sau, một tia kiếm quang xuất hiện. Kiếm quang tản đi, một thiếu niên xuất hiện trước mặt mấy người sát chủ. Người tới chính là Diệp Huyên. Thấy Diệp Huyên, sát chủ hơi nhíu mày, người có thể cảm nhận được chúng ta. Lúc đến đây, bọn họ đã che giấu hơi thở của bản thân rồi. Diệp Huyên quan sát nhóm người sát chủ, sau đó cười hỏi, người đến từ Trung Thế Giới à? Sát chủ im lặng, lúc này, Diệp Huyên lắc đầu, không đúng. Nếu ta là giới thần của Trung Thế Giới, chắc chắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế, giết ta, chắc chắn ông ta cũng khó thoát khỏi liên quan. Nếu ta là ông ta, chắc chắn ta sẽ nhờ thế lực khác ra tay. Cho nên các người là sát thủ do Trung Thế Giới mời đến giết ta đúng không? Sát chủ, Diệp Huyên cười nói, xem ra là ta đoán đúng rồi. Dứt lời, hắn mở hai tay, sát chủ, giết ta đi. Ta không phản kháng đâu, ông yên tâm, sau lưng ta không có ai chống lưng cả, cũng không có thân phận đặc biệt gì, ông giết ta sẽ không dính phải nhân quả lớn nào đâu. Nhóm người sát chủ im lặng, nét mặt dần trở nên kỳ lạ, Diệp Huyên cười hỏi, không dám à. Sát chủ trầm giọng nói, người đang khiêu khích ta ư. Diệp Huyên cười to, sát chủ, trước khi đến giết ta, ông không điều tra về thân phận của ta à? Sát chủ đáp, đến vội quá, vẫn chưa điều tra rõ. Diệp Huyên cười nói, ta là thiếu chủ của Dương tộc. Thiếu chủ của Dương tộc, nghe vậy, con người của sát chủ bỗng co lại, ngươi. Sao có thể, nếu ngươi là thiếu chủ của Dương tộc, vì sao Trung Thế Giới dám giết ngươi? Bọn họ bị điên rồi ư? Diệp Huyên cười khẽ, ông tự suy nghĩ xem. Sát chủ im lặng một lát rồi nói, theo ta được biết, Dương tộc có một đại tiểu thư, mấy người nhóm giới thần đi theo đại tiểu thư kia, còn ngươi. Nói đến đây, gã ta im lặng. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Sát chủ im lặng, nét mặt vô cùng nặng nề. Dương tộc có mâu thuẫn nội bộ, đúng là quá khó tin. Lúc này, gã ta tức đến mức muốn giết người, nếu gã ta bị cuốn vào nội chiến của Dương tộc thì chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết cả. Dù giết được Diệp Huyên, chắc chắn gã ta cũng không có cơ hội sống, thậm chí còn sẽ bị Trung Thế Giới cắn ngược lại. Quá nham hiểm, mẹ kiếp, sát chủ đột nhiên tức giận mắng to. Dù là ai bị người khác gài bẫy, hơn nữa còn suýt hại chết chắc chắn đều sẽ khó chịu. Diệp Huyên đột nhiên nói, có muốn liều một lần không? Sát chủ nhìn về phía Diệp Huyên, có ý gì? Diệp Huyên chớp mắt, ta muốn tranh giành ngôi vị thế tử, đi theo ta, đợi sau khi ta giành được vị trí thế tử, các ông sẽ là công thần dựng nước.
Sát chủ, một ông lão bên cạnh sát chủ trầm giọng hỏi, ngươi lấy cái gì tranh giành với tỷ tỷ của ngươi? Diệp Huyên cười to, sau đó chỉ bút đại đạo bên hông mình, thấy cây bút này không? Bút đại đạo, nhìn thấy cây bút bên hông Diệp Huyên, sắc mặt ông lão lập tức trở nên nặng nề. Diệp Huyên cười nói, các ông có bao nhiêu người? Sát chủ im lặng một lát rồi đáp, 12 người, tất cả đều là sát thủ thượng thần cảnh. Tất cả đều là thượng thần cảnh. Nét mặt Diệp Huyên thay đổi, cuối cùng cũng có thế lực lợi hại xuất hiện rồi. Phải kéo về phe mình. Phải thuyết phục, Diệp Huyên nghiêm túc nói, không biết các hạ xưng hô thế nào. Diệp Huyên cười nói, đi theo ta, đợi ta cầm quyền, các ngươi đều sẽ trở thành công thần dựng nước. Sát chủ nhíu mày, ngươi có thể thắng chị ngươi sao? Diệp Huyên cười to, vì sao ông không dám liều một lần chứ? Nếu không liều, không phải thượng thần cảnh đã là giới hạn của ông rồi sao? Sát chủ im lặng. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, tiểu tháp chậm rãi bay đến trước mặt sát chủ, đi vào cảm nhận đi. Sát chủ tỏ vẻ đề phòng. Diệp Huyên cười nói, ta là một người có học, sao có thể có ác ý gì được? Sát chủ thoáng im lặng, sau đó tiến vào trong tiểu tháp. Không bao lâu sau, gã ta lại xuất hiện một lần nữa, lúc này, trong mắt gã ra tràn đầy rung động. Diệp Huyên cười nói, cái tháp này có tên là tháp Hồng Mông, từng theo cha ta vào sinh ra tử, bây giờ cha ta đưa nó cho ta, không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Ông ấy đã chuẩn bị đợi sau khi ông ấy 100 tuổi sẽ đưa Dương tộc cho ta thừa kế rồi. Nói xong, hắn cau mày, hình như lời này không được ổn lắm. Nét mặt sát chủ trở nên hơi kỳ lạ. Diệp Huyên nói tiếp, sát chủ, nhìn kỹ đây. Dứt lời, khí thế trong người hắn lập tức dâng trào, trong nháy mắt, khí thế của hắn đã đạt tới thượng thần cảnh. Thượng thần. Nhìn thấy cảnh này, con người của sát chủ chợt co lại, ngươi là thượng thần cảnh. Không thể không nói, lúc này gã ta thật sự rất chấn động. Còn trẻ như thế đã là thượng thần cảnh. Diệp Huyên lại nói, sát chủ. Ông từng thấy thượng thần cảnh 18 tuổi bao giờ chưa? 18 tuổi. Mấy người nhóm sát chủ đều sửng sốt. Một lúc sau, sát chủ ngạc nhiên hỏi Diệp Huyên, ngươi, 18 tuổi. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Sát chủ hơi nghi ngờ. Sát chủ im lặng một lát rồi đáp, sát chủ. Diệp Huyên cười nói, có muốn gia nhập Dương tộc không? Đương nhiên với thực lực của các ông chắc chắn có thể tiến vào Dương tộc. Nhưng nếu sau khi gia nhập Dương tộc không được trọng dụng, các ngươi cảm thấy còn không bằng không gia nhập, đúng không? Sát chủ gật đầu, phải. Diệp Huyên nói đúng, bọn họ có thể gia nhập Dương tộc, nhưng bên trên không có ai chống lưng, dù có gia nhập cũng không có ý nghĩa gì, vì gia nhập cũng chỉ có thể làm một lâu la mà thôi. Diệp Huyên cười nói tiếp, ta là một kiếm tu, còn là một người có học, ta cần phải lừa ông ư. Sát chủ im lặng. Diệp Huyên nói tiếp, thấy bút đại đạo bên người ta không? Sát chủ nhìn bút đại đạo bên hông Diệp Huyên, gật đầu. Diệp Huyên cười nói, vì sao bút đại đạo này lại đi theo ta? Vì ta là thiên tài mấy chục tỷ năm trôi qua cũng khó tìm được. Rất nhiều năm trước, bút đại đạo đột nhiên tìm đến ta, nó muốn đi theo ta, ta có từ chối thế nào cũng vô dụng. Ha ha, hầy. Mẹ kiếp. Giọng nói của bút đại đạo đột nhiên vang lên từ trong đầu Diệp Huyên, ngươi. Diệp Huyên hoàn toàn không thèm để tâm đến nó, vẫn nói tiếp, sát chủ, cuộc đời ông sẽ gặp được rất nhiều sự lựa chọn, có một vài sự lựa chọn có thể thay đổi số phận của ông, mà bây giờ, cơ hội đó đã ở ngay trước mặt ông rồi. Nói xong, hắn cầm lấy bút đại đạo, sau đó nói, chắc ông cũng biết, bút đại đạo này có thể biết được số mệnh của mọi người. Khi nãy ta đã dùng bút đại đạo để xem thử số mệnh của ông muốn biết không? Bút đại đạo. Sát chủ trầm giọng hỏi, xem số mệnh của ta. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Số mệnh của ông có 2 kết quả, một là cả đời bình thường, thượng thần cảnh chính là điểm cuối cùng của ông. Ông còn có một số mệnh nữa, đó chính là đi theo ta, sau khi đi theo ta, ngươi sẽ được ta nghịch thiên cải mệnh, thượng thần cảnh sẽ không còn là điểm cuối của ông nữa. Mà chỉ là điểm bắt đầu. Sát chủ im lặng, mẹ kiếp, tên này là muốn thao túng tâm lý gã ta à? Gã ta trông ngu lắm sao? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, bút đại đạo cũng đã đi theo ta rồi, các ông có gì so sánh với bút đại đạo chứ? Sát chủ nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, chúng ta phải suy nghĩ.
Diệp Huyên cười nói, không cần phải suy nghĩ, ta không thích người không quyết đoán, các ông đi đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Sát chủ im lặng nhìn Diệp Huyên rời đi phía xa. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay, một lệnh bài màu đen xuất hiện, hai cường giả thần bí của Tiên Bảo Các lập tức xuất hiện bên cạnh hắn. Diệp Huyên bình tĩnh nói, thông báo với hội trưởng Tiên Bảo Các ở Thượng Thần Giới, La Giới, Thương Giới và Đại Thiên Giới lại, bảo bọn họ lập tức dẫn theo cường giả Thượng Thần Cảnh trong các đến Đại Thiên Giới tập trung. Nói xong, trong mắt hắn lộ vẻ dữ tợn, hai mắt dần đỏ lên, gửi cho ta một thông báo đến Trung Thế Giới, lúc Diệp Huyên ta đến đó, nếu không thấy giới thần và đám cường giả của Trung Thế Giới quỳ xuống trước mặt ta, lão tử sẽ tru di cửu tộc bọn họ. Dù cha ta ra mặt cũng không cứu được bọn họ đâu, đấy là lời của lão tử. Tiểu Tháp chợt nói, thiếu chủ, bọn họ là người của dược tộc đấy, người muốn giết tộc. Diệp Huyên cũng không quay đầu lại, bọn họ có thể không nhận ra ta, nhưng không thể giết ta, đừng nói là dược tộc, dù là tỷ tỷ phụ thân ruột thịt của ta, ta cũng sẽ giết. Tiểu Tháp im lặng. Nó biết tiểu chủ thật sự nổi giận rồi. Từ khi tiểu chủ đọc sách đến nay, tính cách của hắn đã thay đổi rất nhiều, nhưng sự khát máu từ trong xương tủy vẫn còn đó. Lần này Trung Thế Giới phái người đến giết hắn rõ ràng là khiến hắn tức giận rồi. Sau khi nhận được lệnh của Diệp Huyên, hai cường giả của Tiên Bảo Các lặng lẽ rút lui, bọn họ không có ý kiến gì với mệnh lệnh của Diệp Huyên cả, Diệp Huyên nói gì, bọn họ chỉ sẽ làm cái đó. Ở một hướng khác, sát chủ nhìn Diệp Huyên biến mất ở phía xa, trong lòng đang không ngừng đấu tranh. Không thể không nói, lúc này gã ta thật sự rất phân vân. Có theo hay không đây? Gã ta rất phân vân, nhưng trong lòng lại không quá chắc chắn, vì nếu đi theo Diệp Huyên thì tương đương với việc sẽ phải dính dáng đến mâu thuẫn nội bộ của Dương tộc. Dưới tình huống đó, bọn họ rất có thể sẽ trở thành vật hy sinh, phải biết rằng Dương tộc cũng không phải một gia tộc bình thường. Trước một gia tộc đáng sợ như thế, chỉ cần không cẩn thận sẽ không thể quay đầu. Đương nhiên Diệp Huyên nói đúng, nếu hắn thật sự thành công, thì bọn họ cũng sẽ thay đổi số phận. Lợi ích to lớn luôn đi đôi với nguy hiểm khôn cùng. Một lúc lâu sau đó, sát chủ khẽ thở dài. Cuối cùng, gã ta quyết định từ bỏ. Gã ta không muốn đánh cược. Đánh cược một ván có thể thay đổi số phận, nhưng cũng có thể mất hết tất cả. Như bây giờ cũng không tệ, dù nhạt nhẽo một chút nhưng cũng rất ổn định, ít nhất không cần phải mạo hiểm, cũng không cần lo lắng đề phòng. Sát chủ mở lòng bàn tay, sau đó nói, trả hai chiếc nhẫn chứa đồ này lại cho Trung Thế Giới, chúng ta không nhận việc này nữa. Nói xong, gã ta đưa nhẫn chứa đồ cho ông lão bên cạnh, sau đó xoay người rời đi. Sau khi nhận được mệnh lệnh, hai cường giả thần bí của Tiên Bảo Các lập tức bắt đầu hành động. Chẳng mấy chốc, các hội trưởng phân hội lớn của Tiên Bảo Các đều đích thân dẫn cường giả trong các chạy đến Đại Thiên Giới. Bây giờ, không ai trong Tiên Bảo Các không biết đến Diệp Huyên. Đây là một người đàn ông rất thân thiết với các chủ. Sau khi nhận được lệnh của Diệp Huyên, mấy hội trưởng đều không chút do dự dẫn cường giả trong các chạy đến. Đại Thiên Giới. Thanh Khâu nằm trên cái ghế Diệp Huyên thường nằm, đang tập trung đọc sách. Còn Trương Sứ cung kính đứng bên cạnh. Thật ra so với Diệp Huyên, ông ta sợ Thanh Khâu hơn, con nhóc này rất đáng sợ. Lúc này, Thanh Khâu chợt nói, Trung Thế Giới phái người đi giết ca ca của ta à? Trương Sứ vội vàng gật đầu, đúng thế. Nét mặt Thanh Khâu không chút cảm xúc, không nói một lời. Trương Sứ hơi do dự, sau đó nói, thiếu chủ muốn đến Trung Thế Giới. Thanh Khâu gật đầu, ta đi cùng huynh ấy. Trương Sứ cười khổ, Trung Thế Giới có cường giả trên Thượng Thần, ta cảm thấy. Thanh Khâu đột nhiên hỏi, cường giả trên Thượng Thần lợi hại lắm sao? Trương Sứ ngạc nhiên, việc này, không lợi hại à? Thanh Khâu lắc đầu cười khẽ, chỉ cần là người trong cảnh giới thì đều chỉ là kiến. Nàng ấy im lặng một lát rồi lại nói, ngoài ca ca của ta. Trương Sứ. Thanh Châu. Trong Hoàng Cung. Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyên, phải đi rồi à? Diệp Huyên gật đầu, đi giải quyết một vài chuyện. Thác Bạt Ngạn im lặng một lát mới hỏi, khi nào quay lại? Diệp Huyên cười đáp, kiếm Thanh Huyên ở trong tay ta, ta có thể trở lại bất cứ lúc nào. Thác Bạt Ngạn đột nhiên hôn Diệp Huyên một cái,
sau đó khẽ nói ta đợi chàng. Diệp Huyên đột nhiên cong môi, nở nụ cười xấu xa. Dường như cảm nhận được chỗ nào đó của Diệp Huyên thay đổi, gò má Thác Bạt Ngạn ửng đỏ, chàng. Diệp Huyên cười to, hai người đồng thời biến mất, cùng lúc đó, Bút Đại Đạo và Tiểu Tháp lại bay ra ngoài hoàng cung. Tiểu Tháp. Bút Đại Đạo. Chấm. Mấy ngày sau, Diệp Huyên rời khỏi hoàng cung. Khi Diệp Huyên quay lại Đại Thiên Giới, lúc này Đại Thiên Giới đã tập trung rất nhiều cường giả của Tiên Bảo Các. Trương Sứ đi tới trước mặt Diệp Huyên, cung kính nói, bái kiến thiếu chủ. Diệp Huyên hỏi, bây giờ chúng ta có bao nhiêu cường giả thượng thần cảnh? Trương Sứ nghiêm túc báo cáo, cộng với cường giả thượng thần cảnh của Đại Thiên Giới, tổng cộng có 26 người. 26 người. Diệp Huyên nhìn Trương Sứ, còn chung thế giới thì sao? Trương Sứ hơi chần chừ, sau đó đáp, chênh lệch quá lớn. Chung thế giới có ít nhất hơn 50 thượng thần cảnh, ngoài ra, bọn họ còn có thể điều động cường giả thượng thần cảnh ở các thế giới khác, có thể nói, chỉ cần giới thần chung thế giới ra lệnh, sẽ có thể điều động được ít nhất mấy trăm cường giả thượng thần cảnh trong nháy mắt. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Trương Sứ muốn nói lại thôi. Diệp Huyên cười an ủi, đừng sợ. Trương Sứ lắc đầu, không phải ta sợ, ta là đang tức giận. Thiếu chủ, sao bọn họ lại dám phái người đi giết cậu chứ? Bọn họ chỉ là thuộc hạ của Dương tộc mà lại dám phái người giết cậu, ta thấy rất tức giận. Diệp Huyên cười to, ta cũng thấy tức giận, tất cả, giết bọn họ. Trương Sứ trầm giọng nói, giết, giết sạch. Diệp Huyên cười khẽ, sau đó nhìn về phía Thanh Khâu, nha đầu. Thanh Khâu lên tiếng, ta đi cùng với huynh. Diệp Huyên hơi chần chừ, nơi này còn cần muội. Thanh Khâu ngắt lời Diệp Huyên, ta đi cùng huynh. Rất kiên quyết. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, được. Nghe vậy, Thanh Khâu lập tức cười ngọt ngào. Diệp Huyên đột nhiên quan sát Thanh Khâu, sau đó cười nói, muội là hóa thần cảnh à. Thanh Khâu gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên cười to, cuối cùng cảnh giới của ta cũng cao hơn muội một chút rồi. Ha ha. Thanh Khâu đột nhiên búng tay một cái. Tác, khí thế của Thanh Khâu lập tức tăng vọt, lập tức từ hóa thần cảnh biến thành thượng thần cảnh. Nụ cười của Diệp Huyên trở nên cứng đờ, trong lòng như có 10.000 con ngựa chạy nhanh qua. Trương Sứ ở bên cạnh cũng hóa đá, ông ta chợt cảm thấy lồng ngực nghẹn lại. Tu luyện. Mẹ kiếp. Nhìn người ta đi, người ta còn không cần tu luyện đã lập tức đột phá rồi. Trương Sứ càng thấy càng tức, tim cũng sắp không chịu đựng được. Thanh Khâu chớp mắt, ca ca, huynh sao thế? Diệp Huyên hơi do dự, sau đó hỏi, muội cứ thế đột phá à? Thanh Khâu gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên nhíu mày, muội không cần trụ mạch, không cần lĩnh ngộ gì cả sao? Thanh Khâu hơi nghi ngờ. Không phải đột phá là một chuyện rất đơn giản à? Cần những điều đó làm gì? Diệp Huyên. Nét mặt Trương Sứ cứng đờ như pho tượng. Diệp Huyên vẫn thấy khá khó hiểu, nhà đầu, vì sao muội lại đột phá đơn giản thế, không được bình thường chút nào. Thanh Khâu ngẫm nghĩ, sau đó nói, có lẽ vì muội là thiên tài. Diệp Huyên đen mặt, ý muội là chúng ta quá ngốc sao? Thanh Khâu cười hì hì, ca ca không ngốc. Diệp Huyên cười khổ, vậy muội nói ta nghe, vì sao muội chỉ búng tay thôi đã đột phá rồi? Thanh Khâu im lặng. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, không thể nói à? Thanh Khâu lắc đầu, ta đang nghĩ nên lừa huynh thế nào? Diệp Huyên. Thanh Khâu đột nhiên cười nói, ca ca, rất lâu trước đây, ta rất lợi hại, có thể nói là vô địch. Diệp Huyên im lặng một lúc lâu rồi đáp, ca ca hiểu rồi. Thanh Khâu cười nói, dù sao trong lòng ta, ca ca mới là người lợi hại nhất. Diệp Huyên dịu dàng xoa đầu Thanh Khâu, sau đó cười nói, đi, đi đánh nhau với ca ca. Thanh Khâu cong môi, được. Diệp Huyên dẫn theo mọi người đi đến chung thế giới. Trên đường đi, hội trưởng phân hội Lan Kình của Tiên Bảo Các triệu tập một đám hội trưởng phân hội, ông ta nhìn mọi người, sau đó trầm giọng nói, các vị, lần này người chúng ta muốn nhằm vào là chung thế giới. Mà phía sau chung thế giới là Dương tộc, các vị đã hiểu chưa? Mọi người gật đầu, nét mặt đều khá nặng nề. Không nói đến Dương tộc phía sau,
chỉ một trung thế giới đã rất khó đối phó rồi, phải biết rằng giới thần của trung thế giới có thể điều động được cường giả của những thế giới khác. Một khi điều động mấy trăm thượng thần cảnh đến, thì bọn họ thật sự bó tay. Lan Kình nghiêm túc nói, đương nhiên chúng ta cũng không cần phải sợ. Vì Diệp công tử là thiếu chủ của Dương tộc, có cho bọn họ 100 lá gan, bọn họ cũng không dám giết Diệp công tử. Nhưng chắc chắn là bọn họ dám giết chúng ta, cho nên, lần này chúng ta đi cùng Diệp công tử, chúng ta nhất định phải. Lúc này, giọng nói của Diệp Huyên đột nhiên vang lên, Lan Kình hội trưởng, ông yên tâm, ta sẽ không biến các ông trở thành con chốt thí đâu. Lan Kình xoay người, thấy Diệp Huyên chậm rãi đi tới từ cách đó không xa. Thấy Diệp Huyên, Lan Kình cười khổ, Diệp công tử. Diệp Huyên cười nói, ông yên tâm, đến chung thế giới, ta sẽ không biến các ông thành bia đỡ đạn. Lan Kình gật đầu, ta tin tưởng nhân phẩm của Diệp công tử, có điều cậu có từng nghĩ, nếu bọn họ dám tìm người giết cậu, thì chứng minh bọn họ đã quyết định trở mặt với cậu rồi không? Nói đến đây, ông ta im lặng một lát rồi mới tiếp tục, cậu có thể liên lạc với cấp cao của Dương tộc không? Diệp Huyên cười đáp, không cần liên lạc. Lan Kình sửng sốt. Diệp Huyên cười nói, liên lạc với Dương tộc làm gì? Lan Kình im lặng. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không xa xôi, ánh mắt dần trở nên lạnh như băng. Trung thế giới. Lúc này, trung thế giới đã biết chuyện nhóm người Diệp Huyên đang đến đây. Trong một gian đại điện, các cường giả của trung thế giới đã tập trung. Sắc mặt mọi người đều khá khó coi. Diệp Huyên. Bọn họ không ngờ rằng Diệp Huyên thật sự đến trung thế giới, quan trọng nhất là trước đó còn cho người đến truyền lệnh. Lúc Diệp Huyên hắn đi tới trung thế giới, nếu các cường giả nơi này không quỳ xuống trước mặt hắn, thì hắn sẽ giết sạch bọn họ. Giết sạch. Không thể không nói, tất cả mọi người vẫn thấy rất tức giận. Dù bọn họ chẳng là gì trong Dương tộc, nhưng ở vũ trụ này, bọn họ đều là nhân vật đứng đầu, đã bao giờ bị ai sỉ nhục như thế đâu. Lúc này, Tư Quân Giả đột nhiên xuất hiện trong đại điện. Thấy Tư Quân Giả, mọi người vội vàng hành lễ. Sắc mặt Tư Quân Giả rất bình tĩnh, nghe nói thiếu chủ sắp đến, các ngươi thấy sao? Mọi người im lặng. Tư Quân Giả lạnh nhạt nói, truyền lệnh xuống, lập tức phong tỏa chung thế giới và tất cả thời không dẫn ra ngoài vũ trụ, bất cứ tin tức gì cũng không đường truyền ra khỏi chung thế giới. Hơn nữa, lập tức truyền lệnh cho giới chủ của các thế giới lớn bên dưới trong vòng một canh giờ chạy đến đây. Nghe vậy, mọi người sửng sốt. Gọi người đến làm gì? Lúc này, Tư Quân Giả lại nói, cứ nói là có người giả mạo thiếu chủ. Giả mạo thiếu chua. Nghe vậy, những người đang có mặt lập tức hiểu ra. Giả mạo thiếu chủ. Muốn đối phó với Diệp Huyên thì nhất định phải có một lý do hợp lý. Mà giả mạo thiếu chủ có thể nói là một lý do vô cùng tuyệt vời. Dù sao kiếm chủ áo xanh cũng chưa từng thừa nhận Diệp Huyên ở Dương tộc bao giờ, dưới tình huống này. Bọn họ hoàn toàn có thể không thừa nhận thân phận của Diệp Huyên. Đợi sau khi giết Diệp Huyên, tìm bừa một lý do đổ tội cho người khác không phải là xong rồi sao? Đương nhiên trong điện vẫn có người thấy lo lắng, dù sao cũng là giết thiếu chủ, chứ không phải giết con mèo hay con chó. Một ông lão bước ra, sau đó trầm giọng nói, Tư Quân Giả, chúng ta vẫn chưa biết thái độ của kiếm chủ với thiếu chủ. Nghe vậy, sắc mặt mọi người lại trở nên nặng nề. Rốt cuộc Diệp Huyên có địa vị gì trong lòng người đàn ông áo xanh? Lỡ như vị thiếu chủ này rất quan trọng với kiếm chủ, thì đến lúc đó không phải bọn họ sẽ toi đời sao? Tư Quân Giả lạnh lùng nói, chúng ta đã điều tra rõ ràng rồi, Diệp Huyên này chỉ là một đứa con riêng, kiếm chủ phong lưu, có trăm nghìn đứa con không phải là chuyện rất bình thường sao? Mọi người! Tư Quân Giả lại nói, mọi người thử nghĩ xem, nếu Diệp Huyên này thật sự quan trọng với kiếm chủ, thì kiếm chủ có thể mặc kệ hắn nhiều năm, sẽ nuôi thả hắn, sẽ không nhắc đến hắn trong Dương tộc như thế sao? Mọi người im lặng, không thể không nói, lời này của Tư Quân Giả cũng khá có lý, vì bọn họ phát hiện kiếm chủ thật sự chưa từng nhắc tới Diệp Huyên trong Dương tộc bao giờ. Thấy vẻ mặt của mọi người, Tư Quân Giả lại nói, đương nhiên nếu mọi người còn băn khoăn thì đơn giản thôi, đợi lát nữa khi hắn tới, mọi người có thể đi quỳ trước cổng thành xin lỗi hắn. Không phải là xong chuyện rồi sao? Nói xong, ông ta cười khẩy một tiếng. Nghe vậy,
sắc mặt mọi người lập tức trở nên khó coi. Đi quỳ trước cổng thành xin lỗi. Chắc chắn bọn họ không làm được. Tư quân giả lại nói, các vị có nhìn thấy kết cục của giới chủ đại thiên giới chưa? Sau khi Diệp Huyên kia tiếp quản đại thiên giới, hắn lập tức chiếm đại thiên giới làm của riêng, còn muốn xây dựng thư viện gì đó, các vị đồng ý từ bỏ quyền lợi trong tay mình à? Lúc này, một ông lão đột nhiên gằn giọng nói, người này giả mạo thiếu chủ Dương tộc ta, phải giết. Phải giết. Mọi người trong điện đồng thanh phụ họa. Phục tùng Diệp Huyên cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền lợi, đương nhiên là bọn họ không đồng ý rồi. Thấy mọi người đồng thanh phụ họa, Tư quân giả gật đầu, trong mắt chứa ý cười, dù người này thật sự là con trai của kiếm chủ, nhưng kiếm chủ gần như chưa từng xuất hiện ở Dương tộc, hơn nữa ai không biết tộc trưởng tiếp theo của Dương tộc ta là đại tiểu thư. Chúng ta giết Diệp Huyên này, dù phía trên trách tội, đại tiểu thư cũng sẽ bảo vệ chúng ta. Đại tiểu thư, nghe thấy lời của Tư quân giả, mọi người lập tức thả lỏng hơn nhiều. Có đại tiểu thư bảo vệ, bọn họ cũng không cảm thấy quá áp lực nữa, dù sao bây giờ đại tiểu thư Dương Niệm Tuyết cũng có quyền lực rất cao trong tộc, phải biết rằng đại tiểu thư là con gái ruột của Tô chủ mẫu đấy. Tư quân giả ngẩng đầu nhìn ra ngoài điện với nét mặt lạnh như băng, chỉ là một đứa con riêng mà thôi, chúng ta cần gì phải sợ hắn chứ? Mọi người trong điện đều gật đầu. Trong một góc, có một người đàn ông trung niên lặng lẽ lui xuống. Người đàn ông trung niên này cũng là một giới chủ, tên Khâu Kỳ, sau khi lui xuống, ông ta vẫn cảm thấy sợ hãi. Ông ta nghĩ chuyện này không đơn giản như thế. Con riêng. Dù là con riêng thì bọn họ cũng không thể giết lung tung được. Hơn nữa theo điều tra của ông ta, Diệp Huyên này có huyết mạch phong ma, nói cách khác, Diệp Huyên đã thức tỉnh được huyết mạch phong ma của kiếm chủ, mà đại tiểu thư còn chưa thức tỉnh được. Khâu Kỳ nhìn xung quanh, sau đó mở lòng bàn tay, một lá bùa truyền âm biến thành một ánh lửa lặng lẽ biến mất. Ông ta cảm thấy chuyện này rất đáng ngờ, vẫn nên thông báo với cấp trên. Giết thiếu chủ, xét theo một mức độ nào đó thì đã là tạo phản rồi. Nếu thực lực đủ mạnh, muốn tạo phản cũng được, nhưng vấn đề là đứng trước Dương tộc, một chung thế giới như bọn họ còn không bằng một con kiến, mà bọn họ lại đi tạo phản. Giống như người của một thôn nói muốn đi tạo phản vậy. Đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Khâu Kỳ nhìn về phía tinh không xa xôi, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Sau khi rời khỏi đại điện, Tư quân giả đi tới trước nhà trúc. Tư quân giả cúi người hành lễ, giới thần. Một lát sau, trong nhà vang lên một giọng nói, hắn sắp đến rồi à? Tư quân giả gật đầu, chậm nhất là nửa canh giờ. Giới thần im lặng. Tư quân giả muốn nói lại thôi. Thật ra ông ta cũng thấy hơi sợ hãi, dù sao thì Diệp Huyên cũng là thiếu chủ, tuy chỉ là con riêng nhưng bọn họ cũng không thể tùy tiện giết được. Lúc này, giới thần kia chợt hỏi, lo lắng sao? Tư quân giả gật đầu. Giới thần bình tĩnh nói, sau khi giết cứ nói là người khác giết. Vậy không phải là được rồi sao? Tư quân giả im lặng. Chết tiệt! Cấp cao của Dương tộc dễ lừa như thế à? Thật ra điều ông ta lo lắng nhất là đến bây giờ, giới thần vẫn chưa ra mặt, sau khi giết chết Diệp Huyên, giới thần sẽ đổ tất cả tội danh lên đầu ông ta, để ông ta gánh tội, vậy chẳng phải là toi đời sao? Như nhìn ra nỗi lo lắng của Tư quân giả, giới thần cất lời, yên tâm, nếu không có lệnh của cấp trên, sao ta dám giết Diệp Huyên kia chứ? Lệnh của cấp trên? Nghe vậy, Tư quân giả tỏ vẻ kích động, cấp trên. Đại tiểu thư sao? Giới thần im lặng một lát rồi đáp, đúng thế. Nghe vậy, Tư quân giả yên tâm hơn, thì ra là ý của đại tiểu thư, nếu đã vậy thì dễ giải quyết rồi. Giới thần nói, đi đi. Tư quân giả cúi chào, tuân lệnh. Nói xong, ông ta lui xuống. Trong nhà trúc, một người đàn ông trung niên đột nhiên đứng dậy, người này chính là giới thần của chung thế giới. Lúc ông ta đứng dậy, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta, nhìn thấy hư ảnh này, giới thần cúi người hành lễ, thượng chủ. Hư ảnh kia lạnh lùng nói, ý của cấp trên rất đơn giản, không được cho người kia sống tiếp. Giới thần im lặng một lát rồi nói, thượng chủ, dù sao hắn cũng là thiếu chủ, giết hắn thật sự không có vấn đề gì sao. Thật ra ông ta cũng khá kiêng dè, dù sao ông ta cũng không phải kẻ ngốc.
Nhưng ông ta cũng đang đánh cược, ông ta muốn thăng chức thì chỉ có thể lấy lòng nhân vật lớn bên trên, vì thế, ông ta phải phối hợp với bọn họ. Thượng chủ lạnh lùng hỏi, ngươi lo lắng cái gì? Giới thần im lặng. Ông đây đang lo lắng cái gì ông còn không biết sao? Thượng chủ cười khẽ, ông sợ cuối cùng chúng ta sẽ hy sinh ông, để ông gánh tội đúng không? Giới thần không đáp. Thượng chủ lạnh nhạt nói, yên tâm, người muốn hắn chết chính là đại tiểu thư, có đại tiểu thư bảo vệ, ông sợ cái gì chứ? Đại tiểu thư. Nghe vậy, giới thần mới yên tâm hơn. Chỉ cần là ý của đại tiểu thư thì ông ta sẽ không sợ nữa. Dù sao mọi chuyện đều có đại tiểu thư gánh rồi. Nếu không có đại tiểu thư đứng trước mặt, ông ta thật sự không dám giết Diệp Huyên. Diệp Huyên này đúng là rất dễ giết chết, nhưng sau khi giết thì sao? Dù sao thì hắn cũng là thiếu chủ. Suy cho cùng vẫn phải có người gánh tội giết Diệp Huyên, mà ông ta cũng sợ mình sẽ gánh tội. Lúc này, thượng chủ kia lại nói, giết hắn. Ngươi sẽ có thể rời khỏi chung thế giới, làm chủ huyền các. Huyền các, nghe vậy, con người của giới thần chợt co lại, người cũng run rẩy. Huyền các chính là nơi ông ta từng tha thiết mơ ước muốn gia nhập, nhưng ông ta luôn không dám nghĩ tới. Muốn gia nhập nơi đó thật sự rất khó khăn, chỉ khi đặt chân vào nơi đó mới có thể miễn cưỡng xem như tiếp xúc đến dương tộc chân chính, bây giờ bọn họ chỉ miễn cưỡng được xem là ở vòng ngoài thôi. Mà hiện tại, chỉ cần giết Diệp Huyên, ông ta sẽ có thể tiến vào nơi đó. Lúc này, thượng chủ kia lại nói, đây là cơ hội duy nhất của ngươi, ngươi tự suy xét đi. Nói xong, thân thể ông ta dần trở nên mờ ảo. Giới thần cúi người hành lễ, cung tiễn thượng chủ. Sau khi thượng chủ kia hoàn toàn biến mất, giới thần im lặng một lát rồi xoay người rời đi. Ông ta đã đưa ra quyết định. Trong tinh không nào đó, một ông lão đột nhiên xuất hiện, người đó chính là thượng chủ kia. Thượng chủ nhìn về phía tinh không xa xôi, cúi người, nguyên sư. Một lát sau, có giọng nói vang lên từ tinh không xa xôi, dặn dò xong rồi chứ. Thượng chủ gật đầu, đã dặn dò xong rồi. Lão ta muốn nói lại thôi. Nguyên sư kia lạnh nhạt hỏi, người đang lo lắng à? Thượng chủ vội vàng gật đầu, đúng thế. Nguyên sư. Đó dù sao cũng là thiếu chủ, chúng ta giết hắn như thế sẽ có vấn đề gì không? Nguyên sư im lặng một lát rồi cười khẽ, vấn đề. Có thể có vấn đề gì? Ngươi phải biết đây là ý của đại tiểu thư. Ý của đại tiểu thư. Nghe vậy, thượng chủ thoáng sửng sốt, sau đó mừng rỡ nói, Nguyên sư, là ý của đại tiểu thư thật à? Nguyên sư bình tĩnh đáp, đương nhiên, ngươi nghĩ là ta lừa ngươi à? Nếu không có đại tiểu thư chỉ mưu bày kế, sao ta dám cho người đi giết hắn chứ? Thượng chủ vội gật đầu, đúng thế, ta cũng đoán đó là ý của đại tiểu thư. Nguyên sư gật đầu, đây đúng là ý của đại tiểu thư đã chướng mắt với hắn lâu rồi, cho nên các ngươi cứ thoải mái, không cần phải có gánh nặng tâm lý gì đâu. Thượng chủ hành lễ, ta hiểu rồi. Nguyên sư nói, nhớ kỹ, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Không được để lại tai họa về sau. Lúc cần thiết, ngươi có thể đích thân ra tay. Thượng chủ gật đầu, ta hiểu, ta hiểu. Nguyên sư lại nói, chúc các ngươi thành công. Nói xong, ông ta hoàn toàn biến mất. Thượng chủ im lặng một lát rồi xoay người rời đi. Trên một đỉnh núi không biết tên nào đó có một cô gái đang đứng im. Người này chính là Dương Niệm Tuyết. Lúc này, khí thế của Dương Niệm Tuyết sâu lắng như tinh không rộng lớn, rõ ràng là cảnh giới của nàng đã đạt tới trên thượng thần cảnh. Sau lưng Dương Niệm Tuyết không xa có một ông lão đi theo, ông lão này mặc trường bào màu đen, dong tay cầm một thanh kiếm. Một lúc lâu sau đó, Dương Niệm Tuyết đột nhiên mở mắt ra, nàng hít sâu một hơi, nhếch môi, đột phá rồi. Ông lão sau lưng nàng cung kính cúi người, chúc mừng tiểu thư. Dương Niệm Tuyết duỗi người. Sau đó cười khỏi, không biết đệ đệ kia của ta sao rồi. Ông lão đáp, có lẽ thiếu chủ cũng sống khá tốt. Dương Niệm Tuyết gật đầu, lão đệ này của ta mặc dù hơi cả lơ phất phơ nhưng vẫn rất có thiên phú. Nói xong, nàng chợt nhớ đến điều gì nên quay đầu nhìn ông lão, lục thúc, giúp ta điều tra xem bây giờ đệ đệ của ta sống thế nào rồi. Lúc cần thiết cũng có thể giúp đỡ, dù sao ta chỉ có một đệ đệ này thôi, cha của ta còn nuôi thả hắn.
ta làm tỷ tỷ cũng phải quan hắn một chút, tránh hắn bị người khác đánh chết. Diệp Huyên. Trung thế giới. Khi mấy người nhóm Diệp Huyên đi tới Trung thế giới, lúc này Trung thế giới đã sẵn sàng đón địch. Trước cổng Trung thế thành đóng kín, cả tòa thành vô cùng yên tĩnh, trong thành có vô số cường giả đang che giấu hơi thở. Ở cổng thành, Trương Sứ để phòng nhìn Trung thế thành trước mặt, trầm giọng nói, thiếu chủ, có gì đó không đúng. Diệp Huyên cười hỏi, không đúng chỗ nào. Trương Sứ nhìn xung quanh, sau đó nói, bọn họ muốn giết thiếu chủ. Nói xong, ánh mắt ông ta trở nên lạnh như băng, đúng là to gan. Ông ta không ngờ những người này thật sự dám nhằm vào Diệp Huyên, đây cũng không phải phạm thượng, mà là tạo phản một cách lộ liễu. Những người này bị điên rồi hay sao mà dám nhằm vào thiếu chủ? Thanh Khâu ở bên cạnh Diệp Huyên nhìn tòa thành trước mặt với nét mặt bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Còn nhóm người Lan Kình ở một bên khác thì có sắc mặt rất nặng nề. Rõ ràng là Trung thế giới này muốn đánh nhau. Đương nhiên điều khiến bọn họ khiếp sợ nhất là rõ ràng Trung thế giới này muốn giết cả Diệp Huyên. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều khiếp sợ không thôi. Trung thế giới này bị điên rồi sao? Ngay cả thiếu chủ của mình mà cũng dám giết. To gan đến mức này. Lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện trên tường thành, người đàn ông trung niên này chính là Tư Quân Giả. Tư Quân Giả nhìn Diệp Huyên phía xa với nét mặt bình tĩnh, ngươi là ai? Ngươi là ai? Nghe thấy câu này, Diệp Huyên bật cười, xem ra các ngươi đang muốn nói là ta giả mạo. Tư Quân Giả nhìn chằm chằm Diệp Huyên với nét mặt không cảm xúc, chẳng lẽ không đúng à? Nói xong, ông ta tiến lên hai bước, nhìn thẳng vào Diệp Huyên, quát lên, giả mạo thiếu chủ Dương tộc ta, phải giết. Ông ta vừa dứt lời, mấy trăm hơi thở đáng sợ lập tức bao phủ lấy Diệp Huyên. Tất cả đều là thượng thần cảnh. Láo xược. Lúc này, Trương Sứ đột nhiên quát lên, các ngươi là ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám muốn giết thiếu chủ? Các ngươi. Tư Quân Giả lạnh lùng ra lệnh, giết. Dứt lời, mấy trăm người đột nhiên từ trong thành bay lên, mà lúc này, Diệp Huyên mở lòng bàn tay. Oanh! Trong nháy mắt, một khí thế huyết mạch đáng sợ phóng lên cao từ trong cơ thể hắn, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời biến thành một biển máu. Huyết mạch phong ma. Khi nhìn thấy huyết mạch phong ma này, sắc mặt của mấy trăm cường giả kia lập tức thay đổi, đồng loạt dừng lại. Nhìn thấy huyết mạch phong ma của Diệp Huyên, sắc mặt của Tư Quân Giả cũng lập tức thay đổi. Diệp Huyên cười nói, giả mạo, ông lặp lại lần nữa xem. Tư Quân Giả nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Diệp Huyên đang định nói tiếp thì Tư Quân Giả đột nhiên gằn giọng, giết. Sau đó, mấy chục cường giả tử sĩ của Trung thế giới lại lao về phía Diệp Huyên. Tư Quân Giả biết là không thể nói quá nhiều, càng nói nhiều. Rất nhiều người bên phía ông ta sẽ càng chần chừ, quyết đoán ra tay, khiến mọi người không có đường lui. Khi thấy người của Trung thế giới ra tay, cường giả của các thế giới còn lại thoáng chần chừ, sau đó cũng xông ra ngoài. Không có đường lui. Chỉ có thể xuất thủ. Thấy người của Trung thế giới dứt khoát ra tay, sắc mặt Trương Sứ lập tức thay đổi, ông ta không ngờ người của Trung thế giới thật sự dám ngang nhiên giết Diệp Huyên. Đây cũng không chỉ đơn giản là tạo phản. Thấy các cường giả của Trung thế giới ra tay, nụ cười trên khóe miệng Diệp Huyên dần trở nên dữ tợn, lúc này, hắn đột nhiên biến mất, kiếm Thanh Huyên rời khỏi vỏ. Oanh, một tia kiếm quang đột nhiên lóe lên từ chân trời, trong nháy mắt, một cường giả thượng thần cảnh dẫn đầu lập tức bị chém rơi đầu, thanh kiếm tiến quân thần tốc, lại chém thêm mấy cường giả thượng thần cảnh. Thấy Diệp Huyên chém chết mấy cường giả thượng thần cảnh trong nháy mắt, sắc mặt Tư Quân Giả lập tức thay đổi, ngươi đã đột phá thượng thần rồi. Trong tin tình báo trước đó, Diệp Huyên là hóa thần cảnh, mà bây giờ, hắn lại là thượng thần. Biến cố đột nhiên diễn ra khiến bọn họ bất ngờ không kịp đề phòng, Tư Quân Giả quyết định ra tay, nhưng ông ta vừa lao tới trước mặt Diệp Huyên đã chém xuống một kiếm. Vụt! Một tia kiếm quang màu máu chém thẳng xuống. Nhận ra lực lượng đáng sợ trong kiếm của Diệp Huyên, con người của Tư Quân Giả co lại, lúc này, ông ta không dám coi thường nữa. Ông ta xoay tay, sau đó nâng lên trên, vô số thời không lập tức bị vén lên, lực lượng đáng sợ chút xuống, chấn động chư thiên vạn giới.
Ầm. Một tia kiếm quang vỡ tan, Diệp Huyên và Tư Quân Giả đồng thời lùi lại, hai bên lùi xa mấy vạn trượng, cùng lúc đó, hai người bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ đẩy lùi vô số cương giả xung quanh. Sắc mặt mọi người xung quanh thay đổi, vội vàng lùi lại. Thanh Khâu ở một bên đưa mắt nhìn xung quanh, nét mặt rất bình tĩnh. Ở đầu ngón tay của nàng ấy có một tia kiếm quang lặng lẽ xuất hiện. Tư Quân Giả nhìn Diệp Huyên cách đó không xa, ánh mắt vô cùng nặng nề, tay của ông bị nứt ra, máu tươi nhuộm đỏ cả bàn tay. Thực lực của Diệp Huyên thật sự vượt khỏi dự liệu của ông ta. Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên nhắm mắt lại. Thấy cảnh này, Tư Quân Giả híp mắt, chậm rãi siết chặt bàn tay phải bị máu tươi nhuộm đỏ kia. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất kiếm. Vụt, thời không trước mặt Diệp Huyên đột nhiên nứt ra, một khắc sau, Diệp Huyên chạy khỏi vũ trụ hiện hữu, sau đó, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn biến mất. Sát na vô địch. Vào khoảnh khắc Diệp Huyên xuất hiện, con người của Tư Quân Giả chợt co lại, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Hơi thở của cái chết. Lúc này, ông ta đã cảm nhận được cái chết. Tư Quân Giả vô cùng khiếp sợ, nhưng ông ta vẫn không muốn ngồi chờ chết, ông ta siết chặt hai tay. Gào lên một tiếng, sau đó đánh về phía trước, vô số tín ngưỡng chi lực tựa như làn sóng cuộn trào. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa trở nên sôi trào. Mà lúc này, bốn tàn ảnh lần lượt đan xen ở vị trí của Tư Quân Giả. Xoẹt 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 xoẹt. Tiếng chém vang lên, dưới ánh nhìn của vô số người, thân thể của Tư Quân Giả bị cắt thành mấy đoạn, máu tươi bắn tung tóe. Thần hồn tan biến. Lúc này, Diệp Huyên quay lại vị trí cũ, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên quay về trong tay hắn, hắn lấy một tấm khăn lụa ra lau đi máu tươi trên mũi kiếm Thanh Huyên, sau đó bình tĩnh nói, chỉ vậy thôi sao? Chỉ vậy thôi sao? Diệp Huyên vừa dứt lời, xung quanh chợt trở nên yên tĩnh. Một kiếm giết chết Tư Quân Giả trong nháy mắt. Không thể không nói, lúc này những cường giả của Trung Thế Giới đều vô cùng bối rối. Bọn họ biết rõ thực lực của Tư Quân Giả, đây là tồn tại đáng sợ chỉ đứng sau giới thần ở Trung Thế Giới, còn là cường giả thượng thần cảnh đỉnh cao. Mà lúc này, một tồn tại đáng sợ như thế lại bị kiếm của Diệp Huyên giết chết trong nháy mắt. Mọi người đã hoàn toàn bối rối. Không ngờ thực lực của Diệp Huyên này lại đáng sợ đến thế. Còn bên phía Diệp Huyên, mọi người chợt trở nên hưng phấn, sĩ khí tăng cao. Diệp Huyên cất tấm khăn lụa dính máu kia đi, sau đó nhìn những cường giả của Trung Thế Giới, còn ai nữa không? Còn ai nữa không? Mọi người! Còn ai nữa không? Lúc này, Trường Sứ đột nhiên hô lên, thiếu chủ vô địch. Thiếu chủ vô địch! Tiếng hô này khiến mọi người sợ hãi. Thanh Khâu nhìn Diệp Huyên ở trước mặt, cười ngọt ngào. Những cường giả Trung Thế Giới xung quanh đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ nhất thời mất đi chỗ dựa. Tiếp theo nên đánh hay là không? Nếu không đánh chẳng lẽ là đầu hàng? Còn đánh, với thực lực đáng sợ này của Diệp Huyên. Lúc này, một uy thế đáng sợ đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Cảm nhận được uy thế này, Diệp Huyên cau mày, hắn nhìn về phía chân trời, nơi đó xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ màu đen, trong vòng xoáy có một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra. Nhìn thấy ông ta, sắc mặt Lan Kình lập tức trở nên nặng nề, Lan Kình đi tới bên cạnh Diệp Huyên, nhỏ giọng nói, đây là giới thần của Trung Thế Giới. Giới thần. Diệp Huyên bình tĩnh nhìn ông ta. Mà cách đó không xa, những cường giả của Trung Thế Giới trở nên hưng phấn. Giới thần. Khi nãy bọn họ như rắn mất đầu, không biết nên làm gì, bây giờ giới thần xuất hiện, bọn họ lại có hy vọng rồi. Nơi chân trời. Giới thần nhìn Diệp Huyên bên dưới, không nói một lời. Từng uy áp đáng sợ không ngừng chèn ép. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, hắn vung tay áo, một tia kiếm khí phóng lên cao, lập tức đánh tan những uy áp kia. Kiếm ý nhân gian. Giới thần khẽ nhíu mày, ông ta khá bất ngờ vì kiếm ý của Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn giới thần, cười nói, ông là giới thần của Trung Thế Giới à? Giới thần gật đầu, người giả mạo. Diệp Huyên đột nhiên cười to, nói nhiều thế làm gì? Ra tay là được. Dứt lời, hắn đột nhiên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên bay lên cao, chém thẳng về phía giới thần. Giới thần khẽ nhíu mày, ông ta cũng mở lòng bàn tay,
một thanh trường thương bay ra từ bên trong. Vụt! Tiếng xé rách không gian lập tức vang vọng toàn bộ chân trời. Ầm! Kiếm thanh huyền của Diệp Huyên bị trường thương kia ngăn lại, một thương một kiếm va vào nhau, một lực lượng hủy thiên diệt địa lập tức càn quét toàn bộ chân trời. Lúc này, một tàn ảnh đột nhiên vụt xuống từ chân trời, bên dưới, Diệp Huyên híp mắt, hắn mở lòng bàn tay, trong nháy mắt, vô số kiếm khí bay ra từ lòng bàn tay của hắn. Ầm! Những kiếm khí này vừa xuất hiện đã lập tức biến mất, cùng lúc đó, Diệp Huyên đã bay xa mấy vạn trượng. Nhìn thấy cảnh này, mấy người Trương Sứ xa sầm mặt. Thanh Khâu nhìn Diệp Huyên phía xa, không nói gì, cũng không ra tay. Sở dĩ nàng ấy không ra tay đơn giản là vì nàng ấy biết Diệp Huyên muốn chiến đấu một lần, mà việc chiến đấu cũng giúp hắn nâng cao thực lực. Phía xa, sau khi dừng lại, Diệp Huyên nhìn về phía trước ngực mình, quần áo của hắn đã rách nát hết, chiến giáp vẫn còn đó, mà chiến giáp nhị nha này đã chặn lại được đòn tấn công khi nãy của giới thần. Diệp Huyên nhếch môi, hắn không ngờ rằng chiến giáp của nhị nha đến lúc này vẫn còn có tác dụng. Không thể không nói. Lần này cha đúng là quá tốt. Phía xa, giới thần nhìn chiến giáp Diệp Huyên mặc trên người khẽ nhíu mày, chiến giáp này của ngươi là gì? Diệp Huyên nhìn giới thần, rốt cuộc cấp bậc của ông trong Dương tộc thấp đến mức nào thế? Giới thần nhíu mày, ngươi có ý gì? Diệp Huyên nổi giận, ngay cả chiến giáp nhị nha mà ông cũng không nhận ra. Sao ông có thể phát triển đến cấp bậc này vậy? Có phải trong Dương tộc, ông chỉ là một tồn tại tương đương với trưởng thôn thôi không? Giới thần. Giết người còn chu tâm. Cấp bậc trưởng thôn. Sắc mặt giới thần lập tức trở nên cực kỳ khó coi, thật ra trong toàn bộ Dương tộc, ông ta đúng thật chỉ là một tên lâu la, đừng nói là toàn bộ chung thế giới, dù là huyền các cũng chỉ là một góc của tảng núi băng trong Dương tộc. Nghĩ thế, trong lòng giới thần chợt thấy hơi xấu hổ, ông ta nhìn Diệp Huyên, châm chọc, không phải ngươi cũng chỉ là một tên con riêng thôi sao? Con riêng. Diệp Huyên chớp mắt, ông chắc chứ? Giới thần cười nhạt, nếu ngươi không phải con riêng thì có thể bị nuôi thả như thế à? Theo ta được biết, hình như kiếm chủ rất ít khi quan tâm đến ngươi đúng không? Diệp Huyên im lặng. Việc này, hắn thật sự không thể phản bác. Thấy Diệp Huyên im lặng, giới thần kia lại nói, Diệp Huyên, đừng trách ta nói thẳng, con riêng nên tự biết thân biết phận của con riêng, một con riêng như ngươi lại hy vọng giành được quyền thừa kế Dương tộc. Ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Diệp Huyên nhìn giới thần, cười nói, ông chưa từng gặp tỷ tỷ của ta, đúng không? Giới thần nhíu mày, lúc này, Diệp Huyên lại nói, chắc chắn là ông chưa từng gặp, một con kiến như ông sao có thể gặp được tỷ tỷ của ta chứ? Ha ha! Giới thần đột nhiên cười to, Diệp Huyên, ngươi đúng là buồn cười, không đúng, ngươi đúng là đáng thương. Không ngờ ngươi vẫn cho rằng đại tiểu thư có tình cảm tỷ đệ với ngươi. Ngươi có biết vì sao chúng ta dám nhằm vào ngươi không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Giới thần cười nhạt, đó là vì đại tiểu thư ra lệnh đấy. Đại tiểu thư ra lệnh. Nét mặt Diệp Huyên vô cùng bình tĩnh. Tỷ tỷ ra lệnh. Rõ ràng là hoàn toàn không có khả năng đó. Thứ nhất, hắn và tỷ tỷ từng đồng sinh cộng tử, tình cảm tỷ đệ vô cùng sâu đậm. Thứ hai, cho tỷ tỷ 100 lá gan. Tỷ ấy cũng không dám giết đệ đệ của mình. Dẫu sao thì phụ thân cũng vẫn còn sống mà. Dù là hắn cũng không dám vô duyên vô cớ nhằm vào tỷ tỷ. Rất rõ ràng là đám người giới thần đang đoán bừa ý của cấp trên. Giới thần còn muốn nói gì đó, lúc này, Diệp Huyên đột nhiên bật cười, đừng nói nhảm nữa. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên xuất hiện, khí thế của hắn lập tức dâng lên đến đỉnh cao. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt giới thần lập tức trở nên khó coi. Bị lừa rồi. Khi nãy Diệp Huyên cứ nói chuyện với ông ta là vì đang kéo dài thời gian. Trước đó khi giết chết Tư Quân Giả, Diệp Huyên đã sử dụng sát na vô địch, mà việc sử dụng chiêu thức này khiến hắn mất rất nhiều sức lực. Vì thế, lúc đối mặt với giới thần này, hắn cần trì hoãn chút thời gian để khôi phục nguyên khí. Giới thần nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi cho rằng như thế. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đâm ra một kiếm. Xoẹt! Không gian trước mặt Diệp Huyên chợt nứt ra, một khắc sau, Diệp Huyên trốn khỏi vũ trụ hiện hữu này. Lúc thấy cảnh này,
con người của giới thần chợt co lại, lòng bàn tay của ông ta mở ra, một tấm gương xuất hiện, cùng lúc đó, trong trung thế thành sau lưng ông ta có mấy trăm nghìn cột sáng phóng lên cao, một khắc sau, mấy trăm nghìn cột sáng này đã hội tụ vào tấm gương trong tay giới thần. Lúc này, mặt gương chói mắt tựa như ánh nắng mặt trời. Diệp Huyên đột nhiên chém xuống một kiếm. Bốn tàn ảnh xuất hiện ở xung quanh giới thần, trong mắt ông ta lộ vẻ dữ tợn, phá. Nói xong, ông ta đảo tay phải, mặt gương trong tay lập tức bắn ra tia sáng trắng đáng sợ, trong nháy mắt, tia sáng trắng đó đã bao phủ lấy bốn tàn ảnh kia. Oanh! Một tiếng nổ chấn động đất trời vang lên, xoẹt 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 xoẹt. Theo tiếng nổ đó, lại có bốn tiếng chém vang lên, trong nháy mắt, tia sáng trắng đáng sợ kia đã bị chém tan, khi ánh sáng tản đi, mọi người phát hiện bốn tàn ảnh vẫn còn đó, mà lúc này, trên người giới thần xuất hiện bốn vết kiếm đan xen với nhau, mặt gương trong tay ông ta đã chia năm xẻ bảy. Giới thần nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt mơ hồ, sao có thể, người chỉ là thượng thần cảnh, sao có thể giết ta được? Ông ta là cường giả trên thượng thần mà. Chí thần. Trên thượng thần chính là chí thần, chí, chính là chỉ bản thân đã vận dụng tín ngưỡng chi lực đến giới hạn của mình, có thể nói, cảnh giới này và thượng thần cách nhau một trời một vực. Mà bây giờ, ông ta lại bị Diệp Huyên chém chết. Lúc trước, ông ta cũng từng thấy chiêu kiếm này của Diệp Huyên, vì thế lúc Diệp Huyên sử dụng nó, ông ta không hề coi thường một chút nào, còn quyết đoán sử dụng đại trận bảo vệ trong thành, để đảm bảo không có sơ suất gì. Nhưng ông ta không ngờ một đòn tấn công toàn lực của mình kết hợp với trận pháp bảo vệ vẫn không thể ngăn được chiêu kiếm của Diệp Huyên. Phía xa, Diệp Huyên quay lại vị trí ban đầu, hắn lấy một tờ khăn lụa ra nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mũi kiếm Thanh Huyên, sau đó nhìn về phía giới thần vẫn chưa hoàn toàn tan biến, cười khẽ chỉ thế thôi sao. Mọi người! Giới thần nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi là đang sử dụng kiếm kỹ gì thế? Diệp Huyên lắc đầu thở dài. Dương tộc là do cha ta sáng lập, thậm chí kiếm kỹ của cha ta mà ông cũng không nhận ra, xem ra ông ở trong Dương tộc còn không bằng một con kiến. Giới thần hét to, thà chết vinh còn hơn sống nhục. Diệp Huyên cười nói, được thôi. Dứt lời, hắn chém ra một kiếm. Giới thần lập tức bị đánh tan. Thấy giới thần đã bị giết, những cường giả chung thế giới xung quanh đều ngơ ngác. Ngay cả giới thần cũng đã bị giết trong nháy mắt. Không chỉ có cường giả của chung thế giới, mà cả mấy người Trương Sứ cũng sửng sốt. Đặc biệt là Trương Sứ, lúc mới đầu khi gặp Diệp Huyên, ông ta có thể chắc chắn một trưởng của mình có thể đập chết được hắn, mà bây giờ, hắn đã có thể giết chết ông ta trong nháy mắt rồi. Trưởng thành nhanh thế sao? Như nghĩ đến điều gì, Trương Sứ nhìn Thanh Khâu đang đứng im ở một bên. Nhìn huynh muội này, Trương Sứ không khỏi cười khổ. Hai người họ thật sự người này yêu nghiệt hơn người kia. Sau khi thấy Diệp Huyên giết chết giới thần trong nháy mắt, sắc mặt cường giả chung thế giới đang có mặt đều thay đổi, phải nói là bọn họ thấy sợ hãi. Thực lực của Diệp Huyên đáng sợ như thế thì sao còn chiến đấu tiếp được nữa? Đầu hàng. Bây giờ đầu hàng có còn kịp không? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, chân trời phía xa đột nhiên nứt ra. Một khắc sau có hư ảnh chậm rãi bước ra. Mọi người xoay người nhìn về phía chân trời, khi hư ảnh kia bước ra, một uy áp vô hình lập tức xuất hiện. Diệp Huyên nhíu mày. Mẹ kiếp! Lại một người nữa đến. Lúc này, hư ảnh kia dần ngưng tụ, mà vào khoảnh khắc nó ngưng tụ, toàn bộ chung thế giới đều trở nên hư ảo. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đang có mặt đều tỏ vẻ kích động. Ánh mắt của Diệp Huyên cũng dần trở nên nặng nề. Sau khi ngưng tụ, mọi người đã thấy rõ người đến, đây là một ông lão mặc áo gấm, tóc dài xõa xuống, hai tay chắp sau lưng, trên ngực trái của lão ta có một chữ thượng nho nhỏ. Thấy thế, trong chung thế giới bên dưới có cường giả đột nhiên thốt lên, thượng chủ. Thượng chủ. Nghe vậy, sắc mặt các cường giả chung thế giới xung quanh lập tức thay đổi. Đây là người trong Huyền Các. Huyền Các là gì? Đó chính là một ngọn núi cao chỉ có thể ngắm chứ không thể với tới với những cường giả thượng thần cảnh như bọn họ. Nghe nói, cứ mỗi 10 năm, Huyền Các này sẽ thu nhận một vài cường giả hàng đầu từ các thế giới. Mà sau khi gia nhập Huyền Các, không chỉ có nhiều tài nguyên tu luyện, còn có phương pháp tu luyện rất khủng khiếp. Đồng thời,
Huyền Các còn quản lý các vũ trụ như chung thế giới. Nói một cách đơn giản thì Huyền Các chính là một nhân vật lớn với bọn họ. Mà lúc này, lại có một vị thượng chủ đến đây. Những cường giả chung thế giới đang có mặt vội quỳ xuống hành lễ. Còn Trương Sứ ở một bên không nhìn được nổi giận, đầu óc của các người có vấn đề à? Chẳng lẽ thiếu chủ còn không bằng một thượng chủ? Các người bị ngu sao? Thiếu chủ, nghe vậy, những cường giả chung thế giới kia đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, thượng chủ đột nhiên nhìn về phía Trương Sứ, nét mặt Trương Sứ không chút cảm xúc, ông ta nhích đến gần Thanh Khâu, sau đó lạnh lùng nói, ngươi nhìn cái gì? Trong mắt lão tử chỉ có thiếu chủ thôi, hiểu không? Nói xong, ông ta lại nhích đến gần Thanh Khâu hơn. Thanh Khâu nhìn Trương Sứ, không nói gì. Thượng chủ bình tĩnh nhìn ông ta, giới chủ của một thế giới nhỏ bé cũng dám ngông cuồng trước mặt bản chủ à. Dứt lời, ông ta vung tay áo, một lực lượng đáng sợ lao về phía Trương Sứ. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xông lên, chém xuống một kiếm. Ầm. Kiếm quang xé rách chân trời, lực lượng đáng sợ kia bị chiêu kiếm này của Diệp Huyên chém tan. Thượng chủ nhìn về phía Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên cười nói, xem ra ông cũng đến để giết ta. Thượng chủ nhìn Diệp Huyên, phải. Không hề có ý định giấu giếm. Diệp Huyên cười khẽ, sau đó hắn mở lòng bàn tay, nhẫn chứa đồ mà phụ thân đưa cho hắn xuất hiện, hắn nhìn thượng chủ biết đây là gì không? Thượng chủ bình tĩnh nhìn chiếc nhẫn chứa đồ trong tay Diệp Huyên, không biết. Diệp Huyên khẽ thở dài, trời ạ, ông cũng thuộc cấp bậc trưởng thôn trong Dương tộc à. Mọi người. Thượng chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyên với nét mặt rất khó coi. Diệp Huyên cười nói, không phải muốn giết ta ư, sao còn chưa ra tay. Thượng chủ im lặng một lát rồi nói, ngươi có biết là ai muốn ngươi chết không? Diệp Huyên nhíu mày, đừng nói là phụ thân của ta đấy. Người đàn ông áo xanh. Thượng chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, là đại tiểu thư. Đại tiểu thư. Dương Niệm Tuyết. Diệp Huyên im lặng. Lúc này, bản thân hắn cũng thấy hơi sợ rồi. Chết tiệt, chẳng lẽ là tỷ tỷ làm thật à? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không có khả năng đó lắm. Trước đây tỷ tỷ rất tốt với hắn. Vì cứu hắn còn đưa cho hắn vô số thần vật, hơn nữa còn từng liều mạng cứu hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên nhìn thượng chủ kia, với cấp bậc của ông có thể tiếp xúc với tỷ tỷ của ta à? Nghe vậy, nét mặt thượng chủ cứng đờ. Thấy nét mặt của thượng chủ, Diệp Huyên khẽ thở dài, hắn ngẫm nghĩ, sau đó nghiêm túc nói, ông lão, thật đấy, ta xin các ông, cầu xin các ông, trước khi làm chuyện gì đó các ông có thể điều tra không? Điều tra một chút thôi. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, sau đó nghiêm túc nói, ta có thể thành thật nói với ông, ta và tỷ tỷ rất thân thiết. Thật sự rất thân thiết, còn từng đồng sinh cộng tử nữa. Ta cũng không phải con riêng, ta là con trai duy nhất của phụ thân, ta. Thượng chủ chợt ngắt lời hắn, nếu ngươi không phải con riêng, vậy vì sao ngươi lại họ Diệp mà không phải họ Dương? Ngươi có thể giải thích không? Diệp Huyên im lặng. Giải thích? Giải thích thế nào đây? Diệp Huyên cạn lời. Lúc này, thượng chủ kia châm chọc, không thể giải thích đúng không? Ngươi chính là con riêng. Diệp Huyên khẽ thở dài, được được, ông nói gì cũng đúng. Lão tử không giải thích nữa, được chưa? Thượng chủ cười châm chọc, với trí thông minh này của ngươi mà cũng muốn lừa lão phu á. Đúng là buồn cười. Diệp Huyên. Lúc này, thượng chủ đột nhiên quát lên, người đâu? Lão ta vừa dứt lời, thời không xung quanh lập tức nứt ra, một khắc sau, mười mấy cường giả thần bị mặc áo bào đen xuất hiện, trong tay bọn họ đều đang cầm trường đao, trên người tản ra hơi thở kỳ lạ. Thượng chủ nhìn Diệp Huyên với nét mặt dữ tợn, giết người này, có chuyện gì, ta sẽ chịu trách nhiệm. Mọi người đều không dám nhúc nhích. Ông chịu trách nhiệm. E rằng ông không chịu trách nhiệm nổi đâu. Những người xung quanh đều không phải kẻ ngốc. Dù Diệp Huyên không mang họ Dương, nhưng huyết mạch phong ma của hắn thật sự tồn tại. Rất rõ ràng đây là thiếu chủ thật sự. Ai dám giết? Sau khi giết, ai có thể gánh vác được hậu quả này? Thấy mọi người không động đậy, thượng chủ nhíu mày, sắc mặt cực kỳ khó coi, các ngươi không ra tay, chẳng lẽ hắn sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Các ngươi?
Diệp Huyên ngắt lời lão ta, sẽ bỏ qua. Nghe vậy, mọi người nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên cười nói, bây giờ những người bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta đều sẽ bỏ qua. Thiếu chủ. Lúc này, một người đàn ông trung niên chạy đến trước mặt Diệp Huyên, hai chân ông ta mềm nhũn, lập tức quỳ xuống trước mặt hắn, thiếu chủ. Thuộc hạ đồng ý bỏ gian tà theo chính nghĩa. Người này chính là Khâu Kỳ đã báo tin lên trên trước đó. Ông ta vẫn luôn chờ đợi, đợi một cơ hội bỏ gian tà theo chính nghĩa, bây giờ cuối cùng cơ hội cũng đã đến. Làm đến cùng theo mấy người thượng chủ. Điều này rõ ràng không được. Dù Diệp Huyên là con riêng thì những hạ nhân như bọn họ cũng không thể giết hắn. Hơn nữa trực giác nói với ông ta, thiếu chủ trước mắt không phải là con riêng gì đó. Thiếu chủ này có thần vật và kiếm kỹ đáng sợ như thế, nếu là con riêng, hắn có thể có được những thứ này sao? Rất có thể là kiếm chủ đang nuôi thả. Nuôi thả chứng tỏ điều gì? Chính là đang đào tạo. Đào tạo làm gì? Đương nhiên là để kế thừa gia sản rồi. Dĩ nhiên nguyên nhân quan trọng nhất chính là thiếu chủ trước mắt có thực lực quá đáng sợ. Lúc này, lại có một vài cường giả của trung thế giới chạy đến quỳ xuống trước mặt Diệp Huyên. Trong nháy mắt, đã có hơn 100 cường giả thượng thần cảnh quỳ xuống trước mặt Diệp Huyên, bày tỏ muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Thấy cảnh này, sắc mặt thượng chủ lập tức trở nên khó coi. Lão ta không ngờ những người này lại ngang nhiên phản bội. Thật ra những người này đều không phải kẻ ngu, nếu ngu ngốc cũng sẽ không phát triển được đến trình độ này. Bây giờ Diệp Huyên rõ ràng chính là con trai của kiếm chủ, hơn nữa thực lực của hắn còn đáng sợ như vậy, còn ai dám nhằm vào hắn nữa chứ? Quan trọng nhất là Diệp Huyên đồng ý cho bọn họ thêm một cơ hội. Đi theo thượng chủ chính là tạo phản, đi theo thiếu chủ chính là trung thần. Xung quanh ngày càng có nhiều người quỳ xuống trước mặt Diệp Huyên. Không lâu sau đó, ngoài mười mấy người thượng chủ dẫn đến, những người khác đều đã quỳ xuống với Diệp Huyên. Nơi chân trời, thượng chủ lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, thân thể dần trở nên hư ảo. Lão ta không lựa chọn ra tay. Nếu lão ta ra tay vào lúc này thì đã không làm gì được Diệp Huyên nữa. Thượng chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người chắc chắn sẽ phải chết. Nói xong, lão ta và người bên cạnh lập tức biến mất. Bên dưới, Diệp Huyên hơi nhíu mày, đối mặt với cường giả cấp bậc này, nếu đối phương không ra tay, hắn cũng không thể làm gì. Lúc này, Thanh Khâu ở bên cạnh chợt cất lời, ca ca, ta đi làm chút việc, huynh giải quyết những người này đi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó đáp, được. Thanh Khâu cười ngọt ngào rồi xoay người rời đi. Trương Sứ ở bên cạnh nheo mắt nhìn Thanh Khâu, mồ hôi lạnh chảy xuống. Nàng đi rồi. Nàng tung tăng đi mất rồi. Ông ta biết, thượng chủ kia chết chắc. Trong một thông đạo truyền tống thời không nào đó, mấy người thượng chủ đang di chuyển rất nhanh, thượng chủ muốn nhanh chóng trở về Huyền Các để hỏi quyết định của cấp trên, nếu không, thế lực của Diệp Huyên sẽ ngày càng lớn mạnh. Lúc này, một tia kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở chỗ cách bọn họ không xa. Mấy người thượng chủ lập tức dừng lại. Cách đó không xa xuất hiện một cô gái. Người đó chính là Thanh Khâu. Nhìn thấy Thanh Khâu, thượng chủ khẽ nhíu mày, là ngươi. Khi nãy lão ta có nhìn thấy Thanh Khâu, lão ta biết nàng ấy không đơn giản, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Thanh Khâu nhìn thượng chủ, không một ai có thể sống tiếp sau khi uy hiếp ca ca của ta. Dứt lời, nàng ấy đột nhiên biến mất. Con người của thượng chủ co lại, một khắc sau, lão ta vừa định ra tay thì Thanh Khâu đã xuất hiện ở chỗ gần bọn họ hơn. Thanh Khâu lạnh lùng nói, người làm hại ca ca của ta, dù ở xa đến mấy cũng phải chết. Nói xong, nàng ấy biến mất, những người ở sau lưng thượng chủ đều đồng loạt rơi đầu, máu tươi bắn khắp nơi. Một chiêu kiếm giết chết trong nháy mắt. Trung thế giới, trước cổng thành, Diệp Huyên nhìn những cường giả trung thế giới đang quỳ trước mặt mình với vẻ bình tĩnh, đứng dậy đi. Nghe vậy, mọi người vội vàng đứng lên với thái độ dè dặt. Diệp Huyên cười nói, đừng căng thẳng, ta sẽ không tính món nợ cũ đâu. Mọi người mới yên tâm hơn. Lúc này, Diệp Huyên nhìn Trương Sứ bên cạnh, bắt đầu từ bây giờ, ông sẽ là giới thần của trung thế giới. Nghe vậy, Trương Sứ sửng sốt, một khắc sau, ông ta vội nói, thiếu chủ, thực lực của ta không đủ, ta.
Diệp Huyên cười nói, thực lực không đủ cũng chẳng sao, đợi sau khi ông trở thành giới thần của Trung Thế Giới, sẽ có một vài tài nguyên được ưu tiên cho ông. Trương Sứ vô cùng mừng rỡ, vội vàng quỳ một chân xuống, đa tạ thiếu chủ. Mọi người xung quanh đều nhìn Trương Sứ với ánh mắt hâm mộ. Trong nháy mắt đã trở thành người đứng đầu Trung Thế Giới. Tài nguyên mà người đứng đầu Trung Thế Giới có thể nhận được thật sự không thể nào tưởng tượng nổi, dù bây giờ Trương Sứ chỉ là thượng thần cảnh tầng 2, nhưng có những tài nguyên này, Trương Sứ sẽ có tiền đồ vô lượng. Rất nhiều lúc, cố gắng không bằng có một chỗ dựa đủ vững chắc. Lúc này, Diệp Huyên nhìn những cường giả của Trung Thế Giới, bắt đầu từ bây giờ, mọi người phải nghe theo lệnh Trương Sứ. Mọi người cung kính hành lễ, đồng thanh nói, tuân lệnh. Diệp Huyên quay đầu nhìn các hội trưởng phân hội của Tiên Bảo Các, thấy Diệp Huyên nhìn, mọi người vội cung kính hành lễ. Diệp Huyên cười hỏi, các ông muốn gì? Hắn biết những người này đều không thiếu tiền. Đương nhiên có lấy tiền hắn cũng không có. Lan Kình dẫn đầu thoáng do dự, sau đó nói, Diệp thiếu, chúng ta không thiếu tiền, nhưng... Diệp Huyên cười hỏi, quyền. Lan Kình vội vàng gật đầu. Diệp Huyên hỏi, dưới Trung Thế Giới, Dương tộc ta còn quản lý bao nhiêu vũ trụ nữa? Trương Sứ đáp, mấy trăm vũ trụ. Diệp Huyên gật đầu, các ông có thể mở phân hội ở mấy trăm vũ trụ này, nếu đã có phân hội, các ông có thể mở thêm, chỉ cần là phân hội của các ông, Dương tộc ta nhất định sẽ ra sức giúp đỡ và phối hợp. Nói đến đây, hắn thoáng im lặng, sau đó tiếp tục, đợi đến khi gặp Tần Quan cô nương, các ông muốn ta nói gì với nàng? Nghe vậy, Lan Kình kích động nói, chúng ta hy vọng sẽ được các chủ thưởng. Họ biết Diệp Huyên không có tiền, muốn được hắn thưởng cái gì? Hắn không vay tiền họ đã phải cảm ơn trời đất rồi. Cho nên họ chưa từng nghĩ đến việc đòi Diệp Huyên thưởng, vì người này còn nghèo hơn cả họ nữa. Nhưng Tần Quan thì khác. Diệp Huyên nhìn mấy người họ, sau đó nói, đến lúc đó ta sẽ xin thưởng cho các ông, việc này, ta. Nói đến đây, hắn chớp mắt, các ông hiểu chứ? Lan Kình sửng sốt, sau đó vội nói, hiểu, hiểu, đến khi có thưởng đương nhiên chúng ta sẽ không quên Diệp thiếu. Diệp Huyên gật đầu, đều là người quen với nhau, nói những lời này khách sáo quá. Khách sáo quá. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Một hội trưởng ở bên cạnh Lan Kình trần trừ một lúc rồi nói, đến lúc đó, hắn có lấy hay là không đây? Lan Kình lạnh lùng đáp, đừng hỏi vấn đề như thế nữa có được không? Nói xong, ông ta cũng rời đi. Mọi người. Sau khi đi vào thành, Diệp Huyên đi thẳng đến phủ thành chủ, hắn tìm một căn phòng rồi ngồi xếp bằng xuống. Lúc này, Bút Đại Đạo đột nhiên nói, tín ngưỡng chi lực của cậu. Diệp Huyên nhíu mày, hắn mở lòng bàn tay, kiếm ý nhân gian bay lên, hắn phát hiện. Kiếm ý nhân gian của hắn lại trở nên mạnh hơn rồi. Bút Đại Đạo trầm giọng nói, tín ngưỡng chi lực của cậu đang ngày càng mạnh hơn. Diệp Huyên hỏi, đây là một chuyện tốt đúng không? Bút Đại Đạo im lặng một lát rồi đáp, không hoàn toàn là thế. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, sao lại nói vậy? Bút Đại Đạo trầm giọng nói, tín ngưỡng chi lực của cậu đến quá nhanh, không có thời gian lắng đọng, ta cảm thấy bây giờ cậu cần phải cô đọng nó một chút. Diệp Huyên im lặng. Bút Đại Đạo nói tiếp, còn nữa, cậu nên nghiên cứu kỹ chữ, nhân, trong 6 chữ chân ngôn, chữ này ẩn chứa nhân đạo, vô cùng ảo diệu, nếu cậu có thể hiểu rõ được nó, kết hợp với kiếm ý nhân gian, cậu sẽ trở nên rất đáng sợ. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện, hắn nhìn chữ nhân kia, im lặng một lát rồi nói, tiểu bút, ta từng nghe huynh nói chữ nhân này là do một vài thánh hiền của nhân tộc để lại, nhân tộc này là nhân tộc ở đâu? Những thánh hiền kia mạnh đến mức nào vậy? Bút Đại Đạo im lặng một lát rồi đáp, ta không thể nói với cậu được. Diệp Huyên nhíu mày, vì sao? Bút Đại Đạo cười khổ, việc này liên quan đến một vài chuyện của chủ nhân. Diệp Huyên gật đầu, vậy huynh có thể cho ta biết, rốt cuộc chủ nhân của huynh mạnh đến mức nào không? Một lúc sau Bút Đại Đạo mới nói, dù sao ở cả vũ trụ hiện hữu và vũ trụ vô biên, đều không có ai dám giết ngài ấy. Diệp Huyên nhíu mày, Thanh Nhi cũng không dám ư. Bút Đại Đạo đáp, nàng dám, nhưng nếu chủ nhân của ta không có ở đây thì cũng không thể làm gì được.
Diệp Huyên im lặng, Bút Đại Đạo nói tiếp, chủ nhân ta ở trong một thế giới rất đặc biệt, chỉ có người của thế giới kia mới có thể thật sự uy hiếp được ngài ấy. Diệp Huyên hơi tò mò, hệ ngân hạ ư? Bút Đại Đạo nói, đúng, cũng không đúng. Nét mặt Diệp Huyên cứng đờ. Tiểu Tháp chợt lên tiếng, Bút Quèn, người có thể đừng vòng vo nữa được không? Bút Đại Đạo khẽ thở dài, Tháp sách, ta xin ngươi đọc nhiều sách vào đi, nói chuyện với cái tháp không có trình độ văn hóa như ngươi khiến ta sắp trở thành một người hung hăng rồi. Thật đấy, chỉ cần ngươi cất lời, ta sẽ muốn mắng ngươi, ngươi có độc đúng không? Diệp Huyên. Tiểu Tháp. Nghe thấy lời của Bút Đại Đạo, Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ. Không thể không nói, rất nhiều lúc Tiểu Tháp thể hiện, hắn cũng thấy không chịu nổi. Bút Đại Đạo nói tiếp, tóm lại, thiếu chủ có thể nghiên cứu kỹ chữ này kết hợp với kiếm thanh huyên của cậu chắc chắn sẽ là một tồn tại vô địch, đặc biệt là kiếm ý kết hợp với chữ, nhân, và đại đạo, ba thứ kết hợp với nhau, uy lực sẽ cực kỳ mạnh. Diệp Huyên trầm giọng nói, có thể kết hợp với sát na vô địch kia không? Bút Đại Đạo cười nói, đương nhiên là có thể. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn chữ nhân trong tay mình. Một lát sau, Diệp Huyên tiến vào tiểu tháp. Trong tiểu tháp, hắn chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu thông qua kiếm thanh huyên cảm nhận chữ nhân đó. Nhân tộc. Thánh hiền. Diệp Hiểu Hiểu cảm thấy khá tò mò với nhân tộc và những thánh hiền mà Bút Đại Đạo nói, nhưng rõ ràng Bút Đại Đạo không dám nói với hắn, hắn cũng không định tra hỏi thêm. Chữ nhân này đã dung hợp với kiếm thanh huyên, vì thế, hắn có thể thông qua kiếm thanh huyên cảm nhận được nữa. Một lúc lâu sau đó, Diệp Huyên đột nhiên trợn mắt, một khắc sau, hắn biến mất khỏi tiểu tháp. Oanh! Thoáng chốc, Diệp Huyên đã đi tới một thế giới xa lạ. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này, hắn đang đứng trong một thế giới hoang vu, xung quanh là núi cao kéo dài không dứt, có đại thụ cao vút trong mây, che khuất bầu trời. Oanh! Lúc này, xung quanh đột nhiên rung động dữ dội. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía xa, cuối tầm mắt, hắn nhìn thấy một con yêu thú khổng lồ, con yêu thú này có hình dáng và hai chân giống người, đầu giống trâu, chỉ có một mắt. Đây là con yêu thú khổng lồ nhất mà Diệp Huyên từng thấy từ trước đến giờ, dãy núi cao vạn trượng ở trước mặt nó cũng tựa như một đứa bé. Nhìn thấy con yêu thú này, Diệp Huyên cau mày, Bút Đại Đạo, đây là đâu? Bút Đại Đạo im lặng một lát rồi nói, thế giới của chữ, nhân. Thế giới của chữ. Diệp Huyên sửng sốt. Lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, chân trời phía xa đột nhiên xuất hiện một con đại bàng đỏ như máu, nó đang vung cánh bay về phía hắn, khi con đại bàng này vung cánh, thiên địa thoáng chốc trở nên tối sầm như đêm đen. Lúc đại bàng bay qua, nó đột nhiên nhìn xuống dưới, nhưng lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, sau đó, nó biến mất ở cuối chân trời xa xôi. Diệp Huyên nói, khi nãy nó nhìn thấy ta à? Bút Đại Đạo đáp, phải. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vậy vì sao nó không đánh ta? Bút Đại Đạo im lặng một lát rồi nói, có phải cậu bị nhầm vào thành quen nên mắc chứng ám ảnh bị hại rồi không? Diệp Huyên. Bút Đại Đạo trầm giọng nói, nó và cậu không thù không oán, nhầm vào cậu làm gì? Diệp Huyên im lặng một lát mới đáp, không quen lắm. Bút Đại Đạo. Diệp Huyên đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó nói, là chữ, nhân, này đưa ta đến đây sao? Bút Đại Đạo đáp, đúng. Diệp Huyên hơi tò mò, nó đưa ta đến nơi này làm gì? Bút Đại Đạo nói, không biết. Diệp Huyên nhíu mày, huynh không biết nó à? Bút Đại Đạo nói, không. Diệp Huyên cạn lời, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên xuất hiện, hắn nhìn chữ nhân trên thân kiếm, người có linh, đúng không? Chữ nhân đó khẽ rung lên trả lời. Diệp Huyên cười hỏi, ngươi có thể biến hình không? Chữ nhân đó đột nhiên biến thành một hư ảnh xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên quan sát nhân linh này, sau đó cười nói, ngươi dẫn ta đến đây làm gì? Nhân linh im lặng một lát mới hỏi, nhân loại, ta có thể nói thật không? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên rồi. Nhân linh nói, thực lực của ngươi quá yếu, ta không muốn đi theo ngươi. Nụ cười trên mặt Diệp Huyên lập tức vụt tắt. Nhân linh nói tiếp, ngươi có thể cho ta được tự do không? Diệp Huyên lạnh lùng hỏi lại, ngươi không muốn đi theo ta.
Nhân Linh đáp, đúng thế. Diệp Huyên cười nói, bây giờ ta yếu, nhưng sau này ta sẽ mạnh mà. Nhân Linh hơi do dự, sau đó nói, thực lực yếu không phải vấn đề, quan trọng là. Nói đến đây, nó đột nhiên im lặng. Diệp Huyên truy hỏi, quan trọng là cái gì? Nhân Linh nghiêm túc nói, quan trọng là ngươi mặt dày quá, đi theo ngươi, ta không chịu được. Chết tiệt! Sắc mặt Diệp Huyên thoáng chốc trở nên lạnh lẽo. Ha ha! Bút đại đạo đột nhiên bật cười, cười rất vui vẻ. Diệp Huyên nhún vai, vậy ngươi đi đi. Nhân Linh vội nói, thật sao? Diệp Huyên gật đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ không bảo Thanh Nhi đánh ngươi đâu, ngươi đi đi. Nhân Linh vui vẻ nói, nhân loại, ngươi nói thật à? Ngươi thật sự sẽ không bảo nữ nhân kia đánh ta đúng không? Diệp Huyên im lặng. Mẹ kiếp! Hình như Nhân Linh này nghe không hiểu lời nói móc, phải làm sao đây? Nhân Linh kia lại nói, nhân loại, vậy ta đi đây. Diệp Huyên! Vào lúc Nhân Linh muốn đi, Diệp Huyên đột nhiên nói, muội muội của ta có tốt tính không? Nhân Linh thoáng do dự, sau đó hỏi, là cô gái váy trắng kia à? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Nhân Linh vội nói, không tốt không tốt, nàng rất nóng nảy, động một tí là muốn ra tay, chúng ta không đánh lại nàng, nàng quá đáng sợ. Trong giọng nói lộ vẻ sợ hãi. Diệp Huyên nghiêm túc hỏi, vậy nếu ngươi đi rồi, ngươi nói xem nàng có tức giận không? Nhân Linh hơi do dự, sau đó nói, không phải ngươi nói ngươi sẽ không bảo nàng đánh ta à? Diệp Huyên cười hỏi ngược lại, nhưng nếu như nàng muốn đánh ngươi thì phải làm sao? Nhân Linh đáp, thì ngươi phải bảo nàng đừng đánh ta chứ. Diệp Huyên im lặng. Hình như Nhân Linh này hơi ngây thơ. Nhân Linh lại hỏi, được không? Diệp Huyên khẽ thở dài, nàng không nghe lời ta đâu. Nhân Linh im lặng. Diệp Huyên cười nói, thế này, ngươi đi theo ta 3 năm, 3 năm sau, ta đảm bảo nàng sẽ không đánh ngươi, ngươi thấy được chứ? Nhân Linh hỏi, 3 năm. Diệp Huyên gật đầu. Nghiêm túc nói, chỉ 3 năm thôi. Trong vòng 3 năm, người đi theo ta, 3 năm sau, người sẽ có thể rời đi. Nhân Linh suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói, thật không? Diệp Huyên cười đáp, đương nhiên rồi, ta chưa lừa ai bao giờ cả. Nhân Linh im lặng một lát rồi nói, nhưng ta cảm thấy người rất mặt dày, hơn nữa còn hay lừa người khác, có khi nào ngươi lừa luôn cả ta không? Nét mặt Diệp Huyên cứng đờ. Nhân Linh lại nói, người không cần thế, ta biết cô gái váy trắng đó bảo vệ ngươi, lời thề hoàn toàn không thể ràng buộc được ngươi. Cho nên Diệp Huyên nghiêm túc ngắt lời, ta dùng nhân phẩm để đảm bảo. Nhân Linh đáp, hình như, người đâu có nhân phẩm. Diệp Huyên. Nhân Linh nói, có điều, ta vẫn sẽ tin tưởng ngươi. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Nhân Linh nghiêm túc nói, ta sợ ngươi bảo muội muội ngươi đánh ta. Ta không đánh thắng được nàng. Diệp Huyên cạn lời. Hắn chợt cảm thấy bản thân hơi quá đáng, dường như là đang ỷ thế hiếp Linh. Nhân Linh đột nhiên nói tiếp, ngươi tên Diệp Huyên, vậy ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Huyên. Tiểu Huyên, ngươi có biết đây là đâu không? Diệp Huyên nghiêm túc đáp, bút đại đạo nói đây là trong thế giới của ngươi. Nhân Linh gật đầu, đúng thế. Đây là thế giới của nhân tộc. Chủ nhân trước đây dùng thần thông vô thượng để giữ lại một vùng thế giới của nhân tộc, đây là vũ trụ bên ngoài vũ trụ hiện hữu và vũ trụ vô biên, đi, ta dẫn ngươi đi gặp mấy vị thánh hiền. Nói xong, nó xoay người bay về phía xa. Diệp Huyên đi theo. Trên đường đi, Diệp Huyên lại gặp được rất nhiều yêu thú. Diệp Huyên không nhìn được hỏi, Nhân Linh, những yêu thú này có mạnh không? Nhân Linh đáp, bây giờ chỉ một trưởng của chúng cũng có thể đập chết ngươi. Diệp Huyên bình tĩnh đáp, ta không tin. Nhân Linh dừng lại, nó xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, có muốn thử không? Diệp Huyên cười to, thử thì thử. Nhân Linh gật đầu, nó đột nhiên nhìn về phía chân trời xa xôi, kiêu yêu. Nó vừa dứt lời, thời không phía xa đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một con yêu thú xuất hiện, con yêu thú này trông giống chim ưng. Hình thể không lớn lắm, có 3 cái đầu, mỗi cái đầu đều có một con mắt, trông rất kỳ quái. Nhân Linh nói, đấu với nó một trận đi. Dứt lời, nó im lặng một lúc mới nói tiếp, không được đánh chết.
Nếu đánh chết, muội muội của hắn sẽ giết ngươi, ngươi không thể đánh thắng muội muội của hắn đâu. Diệp Huyên. Con kiều yêu kia nhìn về phía Diệp Huyên, ra tay đi. Biết nói tiếng người. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó mở lòng bàn tay, tiểu tháp xuất hiện, hắn nhìn tiểu tháp, nghiêm túc nói, tiểu tháp, ngươi thường hay nói dưới tam kiếm ngươi vô địch, ngươi có muốn thử không? Tiểu tháp nói với giọng điệu nặng nề, tiểu chủ, ngươi định gài bẫy ta như thế à? Diệp Huyên nghiêm túc nói, sao có thể? Ta cảm thấy ngươi rất lợi hại, tam kiếm không ra tay, ai có thể làm gì được ngươi? Trước đó, ngươi cũng không để lộ thực lực của mình, lần này là một cơ hội tốt, ngươi có muốn chơi đùa với nó không? Tiểu tháp dứt khoát trả lời, ta không muốn. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Tiểu tháp lạnh lùng nói, tiểu chủ, ngươi thấy ta ngốc lắm à? Diệp Huyên. Lúc này, kiều yêu kia đột nhiên nói, chủ tớ các ngươi cùng xông lên đi. Cùng xông lên. Diệp Huyên nhìn nó, mẹ kiếp, phách lối thế à? Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện, nhưng nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên thầm hỏi, bút huynh, ta có thể thắng được nó không? Bút đại đạo lạnh nhạt đáp, ngươi cứ thử đi. Diệp Huyên cười to, vậy thì thử xem sao. Dứt lời, hắn đột nhiên biến mất. Vụt. Một tia kiếm quang chợt lướt qua. Lúc này, một tia kiếm quang đột nhiên nổ tung, một khắc sau, có bóng người bị đánh bay mấy trăm nghìn trượng. Trong quá trình đó, bóng người này tông sập khoảng mấy trăm ngọn núi lớn. Đương nhiên bóng người đó chính là Diệp Huyên. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên cúi đầu nhìn xuống trước ngực mình, trên chiến giáp của hắn xuất hiện một dấu vết mơ hồ. Diệp Huyên im lặng một lát rồi ngẩng đầu nhìn Kiêu Yêu phía xa, Kiêu Yêu lạnh lùng nói, nhân loại, ta chỉ mới dùng chưa đến một phần lực đấy. Một phần lực. Diệp Huyên nhìn nhân linh xuất hiện trước mặt hắn, nghiêm túc khẳng định, nó nói thật đấy. Diệp Huyên im lặng. Nhân linh hơi do dự, sau đó nói, tiểu Huyên, thật ra chúng ta rất lợi hại, cả tiểu bút nữa, bản thể của tiểu bút cũng có thể dễ dàng đánh chết ngươi, nó chỉ khá khiêm tốn thôi. Nói đến đây, nó im lặng một lát mới tiếp tục, ngươi hiểu ý ta chứ? Diệp Huyên nhìn xung quanh, sau đó cười nói, hiểu. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi đều nghe theo lệnh ta, đúng không? Nhân linh. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không bảo muội muội của ta đánh các ngươi đâu. Nhân linh hơi do dự, sau đó nói, ý ta là, ngươi nên tôn trọng chúng ta một chút, ta. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta hiểu, từ này về sau, chúng ta sẽ là huynh đệ tốt, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, các ngươi sẽ giúp ta đánh nhau, đúng chứ? Nhân linh đáp, ta, không, không có ý này. Hầy! Bút đại đạo khẽ thở dài. Nhân linh đơn thuần như này sao có thể là đối thủ của tên cáo giả Diệp Huyên được? Diệp Huyên cười nói, đừng nói nhiều nữa, chúng ta đi gặp thánh hiền của nhân tộc đi. Nhân linh suy nghĩ một chút rồi gật đầu, được. Nói xong, nó xoay người bay về phía xa xa. Diệp Huyên liếc mắt nhìn Kiều Yêu cũng đang nhìn hắn. Diệp Huyên cười nói, sau này còn gặp lại. Nói rồi hắn đuổi theo nhân linh ở phía xa xa. Kiều Yêu im lặng một lát rồi nói, tên này có chỗ dựa, không chọc vào nỗi. Nói xong, nó xoay người biến mất. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên theo chân nhân linh dẫn đường đi đến trước một sơn động. Diệp Huyên nhìn về phía nhân linh, người dẫn ta đi gặp thánh hiền để làm gì? Nhân linh đang định đáp lời thì đúng lúc này, sâu trong sơn động đột nhiên có một ông lão mặc áo bào trắng bước ra, người này mặc đồ trắng toát toàn thân, không chỉ thế, tóc của lão cũng trắng như tuyết, toàn thân trông rất tiên phong đạo cốt. Nhưng đây chỉ là một hư ảnh, không phải bản thể. Sau khi ông lão áo bào trắng đi ra, nhân linh kia nhanh chóng bay đến trước mặt lão, trông rất thân mật. Ông lão nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, kháo sơn vương. Diệp Huyên đen mặt lại. Mẹ kiếp! Từ khi nào biệt danh này của ông đây lại nổi tiếng như thế? Ông lão quan sát Diệp Huyên một lát rồi cười nói, có người bảo cậu đang xây dựng một thư viện. Diệp Huyên gật đầu, đúng. Ông lão vuốt râu nở nụ cười. Ta đã nghe qua thư viện này rồi, vậy nên mới bảo nhân linh dẫn cậu đến gặp ta. Diệp Huyên cười nói,
không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Ông lão khẽ cười nói, ta biết thân phận của cậu đặc biệt, cho dù là chủ nhân của nhân linh cũng không làm gì được cậu. Lần này tìm cậu là giúp cậu một chút. Diệp Huyên có chút ngạc nhiên, giúp. Ông lão khẽ gật đầu, lão xòe tay ra, trong nháy mắt, một luồng tín ngưỡng chi lực khủng bố xuất hiện ở trong tay lão. Nhìn thấy luồng tín ngưỡng chi lực này, trong mắt Diệp Huyên đột nhiên co rụt lại, hắn chưa từng thấy tín ngưỡng chi lực nào kinh khủng như thế. Luồng tín ngưỡng chi lực này khiến hắn cảm nhận được hơi thở của chết chóc. Ông lão cười nói, cảm nhận được gì không? Diệp Huyên trầm giọng đáp, mạnh mẽ. Ông lão lắc đầu, còn gì nữa không? Diệp Huyên im lặng một lú rồi nói, kính xin tiền bối chỉ giáo. Ông lão cười nói, tinh khiết, thuần túy. Diệp Huyên im lặng. Ông lão nhẹ giọng nói, tín ngưỡng chi lực, càng tinh khiết, càng thuần túy thì lại càng mạnh. Nói rồi, lão nhẹ nhàng vươn tay ra, lập tức, kiếm ý nhân gian trong cơ thể Diệp Huyên đột nhiên tuôn ra. Kiếm ý nhân gian đâm thẳng vào mây cao, rúng động thiên địa. Nhìn thấy kiếm ý nhân gian của Diệp Huyên, ông lão nhẹ giọng nói, tín ngưỡng chi lực của cậu. Không hề tệ. Nói rồi, lão nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, xem ra là ta lo lắng thừa rồi. Diệp Huyên cười hỏi, tiền bối lo tín ngưỡng chi lực của ta không ổn định. Ông lão gật đầu, đúng. Bọn họ nói người thích thao túng tâm lý, da mặt còn dày. Mặt Diệp Huyên lập tức đen lại, tiểu bút, huynh nói đúng không? Bút đại đạo vội vàng nói, đừng có đổ cho ta. Ta mới không thèm đi tám nhảm. Diệp Huyên hỏi, vậy tại sao bọn họ lại biết mấy điều ba xàm này? Bút đại đạo do dự một lúc rồi đáp, trong cái giới này của bọn ta, thật ra cậu cũng có chút tiếng tăm đấy. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, tại sao? Bút đại đạo lạnh lùng, ta không nói. Diệp Huyên. Tiểu tháp đột nhiên nói, chắc chắn là ngươi đã làm bại hoại thanh danh của tiểu chủ. Bút đại đạo khẽ thở dài, thanh danh của hắn mà còn cần ta đi bại hoại à? À! Tiểu tháp! Lúc này, ông lão trước mặt Diệp Huyên đột nhiên cười nói, tiểu tử, đi theo ta một chuyến, sau đó sẽ tặng cậu một món quà. Nghe vậy, Diệp Huyên vội vàng nói, được được, mời tiền bối. Ông lão cười ha ha, đi thôi. Nói xong, lão dần Diệp Huyên đi về phía xa. Trên đường, ông lão cười hỏi, tiểu huynh đệ, cậu biết nhân tộc chứ? Diệp Huyên gật đầu, biết. Ông lão lắc đầu, không, nhân tộc ta nói khác với nhân tộc cậu biết. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, là sao? Ông lão khẽ nói, có một thời đại, cậu biết là thời đại gì không? Diệp Huyên im lặng. Ông không nói thì ta biết sao được. Ông lão cười nói, thời đại đó là thời gần nhất với chủ nhân bút đại đạo, chính là thời đại kia vũ trụ hiện hữu cùng vũ trụ vô biên mới vừa sinh ra. Lúc đầu thì không có thuyết vũ trụ, mà chỉ có một mảnh hồn độn. Diệp Huyên trầm giọng nói, là chủ nhân bút đại đạo khai mở ra vũ trụ. Ông lão lắc đầu, không phải. Diệp Huyên có chút ngạc nhiên, vậy là ai? Ông lão cười đáp, một vị thần tiên. Hắn phá tan hỗn độn rồi mở ra vũ trụ hiện hữu cùng vũ trụ vô biên. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, vậy chủ nhân của bút đại đạo thì sao? Hắn làm được gì? Ông lão lắc đầu, hắn chẳng làm được gì cả. Diệp Huyên, ông lão khẽ nói, nhân tộc từng có đại nạn, lần đó nhân tộc suýt chút nữa đã bị tiêu diệt, không chỉ có nhân tộc, mà cả vạn tộc đều suýt nữa đã bị tuyệt diệt. Nói rồi, trong mắt lão ánh lên một tia kiêng kỵ. Diệp Huyên có chút ngạc nhiên, là đại nạn gì? Ông lão trầm mặc một lát rồi nói, là một kiếp nạn chân chính. Diệp Huyên cạn lời. Cái lão này bớt nói chuyện xoắn lại đi được không? Ông lão cười, có thể nói như vậy, nhân tộc chúng ta là nhóm người đầu tiên của vũ trụ hiện hữu và vũ trụ vô biên. Chúng ta là nền văn minh đầu tiên của hai vũ trụ này, nói đơn giản hơn là chính là nền văn minh cội nguồn. Tất cả võ đạo và văn minh đều bắt nguồn từ thời đại của chúng ta, thời đại đó được xưng là thời đại vạn tộc. Diệp Huyên hỏi, chủ nhân bút đại đạo cũng là người của thời đại đó sao? Ông lão lắc đầu, không phải, hắn vượt qua tất cả. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, vượt qua tất cả. Ông lão gật đầu, vẻ mặt khá là nghiêm nghị. Diệp Huyên do dự một lúc rồi hỏi, hắn lợi hại lắm đúng không? Ông lão dừng bước.
Quay sang nhìn Diệp Huyên, cậu cảm thấy hắn không lợi hại à? Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, ta đã thấy hắn một lần, hắn rất khiêm tốn. Tiểu Tháp nói, tiểu chủ, đó là bởi vì người đi theo thiên mệnh tỷ tỷ, đi theo tỷ ấy, ai cũng sẽ đối xử hiền hòa với người thôi. Diệp Huyên. Ông lão nở nụ cười, tiểu huynh đệ, cậu có biết chủ nhân bút đại đạo là nhân vật như thế nào không? Diệp Huyên lắc đầu, thật sự không biết. Ông lão im lặng một lát rồi nói, là một nhân vật vô cùng khủng bố, không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để diễn tả được, hơn nữa hắn còn vượt qua tất cả rồi. Diệp Huyên có chút không rõ, tiểu bút, chủ nhân của huynh lợi hại như vậy, tại sao không đánh lại Thanh Nhi? Bút đại đạo im lặng một lát rồi mới đáp, ta không biết. Tiểu Tháp đột nhiên cười ha ha, Thanh Nhi tỷ tỷ vĩnh viễn là thần. Lúc này, ông lão bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên nói, tiểu hữu, cậu là nhân tộc đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Ông lão gật đầu, mọi kỳ vọng trong tương lai của nhân tộc phải nhờ cậu gánh vác rồi. Hả? Diệp Huyên đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, hắn quay đầu nhìn về phía ông lão, tiền bối, ta phải gánh vác hy vọng tương lai của nhân tộc à? Ông lão gật đầu, đúng. Diệp Huyên vội vàng lắc đầu, trọng trách lớn như thế, lại không có lợi lộc gì, ta tuyệt đối không. Nói đến đây, hắn vội vàng dừng lại, hơi xấu hổ, mẹ kiếp, bất cần lỡ miệng rồi. Ông lão cười ha ha, tiểu hữu, cậu muốn lợi ích à? Diệp Huyên nghiêm túc nói, tiền bối, ta không phải loại người như vậy. Ông lão gật đầu, ta hiểu mà. Diệp Huyên. Ông lão cười nói, nếu cậu đồng ý gánh vác hy vọng của nhân tộc, chúng ta có thể cho cậu rất nhiều lợi ích. Diệp Huyên hỏi theo bản năng, lợi ích gì? Ông lão chớp mắt, kho tàng của nhân tộc. Kho tàng của nhân tộc. Diệp Huyên đột nhiên có chút kích động, có thể xem trước được không? Diệp Huyên hắn không phải là người dễ bị người khác dao động, không cho hắn xem bảo bối trước thì có đánh chết hắn cũng không làm việc. Lúc này, Nhân Linh đột nhiên nói, tiểu Huyên, ngươi muốn trở thành thánh hiền thì phải có một trái tim không cầu lợi, ngươi mà cứ như vậy thì không làm được thánh hiền đâu. Diệp Huyên cười nói, ta không muốn trở thành thánh hiền. Nhân Linh không rõ tại sao. Diệp Huyên cười, trở thành thánh hiền, quá mệt mỏi. Ông lão đột nhiên cười to, tiểu hữu, cậu nói không sai, trở thành thánh hiền thật sự quá mệt mỏi. Rất nhiều lúc, vị trí thánh hiền là một loại ràng buộc với bản thân, hơn nữa còn ràng buộc cả bản tâm. Diệp Huyên cũng cười theo, không nói lời nào. Ông lão tiếp tục nói, kho tàng của nhân tộc nhiều lắm, hơn nữa còn có một vài đội quân thần bí, những đội quân này vẫn còn đang say ngủ, nếu cậu trở thành vương của nhân tộc thì bọn họ sẽ nghe lời cậu, tôn kính cậu. Diệp Huyên trầm giọng nói, họ mạnh không? Ông lão cười nói, bốc đại một người ra cũng có thể chấp vô số cậu của hiện tại. Diệp Huyên khẽ thở dài, bây giờ ta vẫn còn rất yếu à? Ông lão cười ha ha, không nói lời nào. Diệp Huyên hỏi trong lòng, bút đại đạo, huynh nói xem, ta hiện tại có kém Thanh Nhi bao xa? Bút đại đạo trầm mặc một lát rồi mới đáp, vấn đề này vượt quá nhận thức của ta, không thể trả lời được. Diệp Huyên. Lúc này, ông lão kia mở lòng bàn tay ra, một chiếc ấn hiện ra trong tay lão, lão nhìn Diệp Huyên, biết đây là ấn gì không? Diệp Huyên lắc đầu. Ông lão cười nói, thành ấn nhân vương, ấn này có thể tăng thêm một nửa tín ngưỡng chi lực, ngoài ra ấn này còn có thể tụ tập tín ngưỡng chi lực của nhân tộc. Quan trọng nhất là ấn này có thể phong thần cho bất kỳ sinh linh nào, cho bọn họ thần cách, cho bọn họ thần vị. Diệp Huyên có chút không rõ, phong thần, đây không phải là chuyện thuộc phạm trù quản lý của thần tộc à? Nhân tộc sao vượt quyền được? Ông lão cười ha ha, người và thần đều bình đẳng cả, nhân tộc chúng ta cũng có thể phong thần. Diệp Huyên lắc đầu, có chút loạn, ông lão cười nói, đừng nghĩ nhiều nữa, đợi sau này cậu sẽ từ từ hiểu được thế giới của chúng ta thôi. Nói rồi, ông ta liền đưa thánh ấn nhân vương cho Diệp Huyên, nào, cậu nhận đi. Diệp Huyên do dự một lúc rồi nói, ông, hào phóng như vậy, ta. Còn chưa có nói xong, thánh ấn nhân vương đã hóa thành một tia sáng vàng chui vào hàng mày của hắn. Thánh ấn lập tức nhận chủ. Diệp Huyên im lặng. Mẹ kiếp. Sao cứ giống bị ép mua ép bán vậy? Không đúng.
Có hố. Thánh ấn nhân vương nhận chủ. Không thể không nói, Diệp Huyên bất thình lình có được thánh ấn của nhân tộc như vậy khiến hắn có chút trở tay không kịp. Mà khi thấy thánh ấn nhân vương nhận chủ, trên mặt ông lão kia chợt nở ra một nụ cười có ý vị sâu xa. Lúc Diệp Huyên nhìn sang lão thì lão lập tức khôi phục lại vẻ mặt bình thường ngay, tiểu hữu, cảm thấy thế nào? Diệp Huyên im lặng. Cảm thấy thế nào? Trực giác nói cho hắn biết, hắn bị hố rồi. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, tiền bối, ông mới bảo sau khi trở thành vương của nhân tộc xong thì có thể điều động một nhánh quân đội thần bí. Ông lão gật đầu, đúng. Diệp Huyên nhìn thẳng vào lão, làm sao điều động? Ông lão cười đáp, chúng ta đi tiếp đi, cậu sẽ biết thôi. Diệp Huyên trầm mặc. Ông lão ngẩng đầu nhìn về phương xa, sau đó cười nói, tiểu hữu, lại cho cậu thêm một món đồ nữa. Nói rồi, lão xòe tay, nhân linh kia bay đến trong tay lão. Nhìn nhân linh trong tay, ánh mắt ông lão ánh lên một tia phức tạp, khẽ nói, tiểu hữu, uy lực nhân linh này của cậu rất đáng gờm, nhưng tính cách lại hồn nhiên, cậu phải đối xử tốt với nó. Nói rồi, ông lão nhìn Diệp Huyên, nhân linh trong tay lập tức hóa thành một luồng sáng trắng chui vào giữa hàng mày của Diệp Huyên. Diệp Huyên mở to mắt, trong con người bắn ra hai luồng sáng trắng, ngay sau đó, thiên địa rúng động. Thời khắc này, bên trong thế giới thần bí, vô số yêu thú đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên đang đứng. Mà lúc này đây, toàn bộ ngũ quan của Diệp Huyên chợt trở nên vặn vẹo. Trong đầu hắn có vô số hình ảnh lướt qua như tia lửa chớp tắt. Đây là những hình ảnh đến từ thời đại vạn tộc. Trong loạt hình ảnh này, hắn thấy được các tộc khác ngoài nhân tộc, có điều những hình ảnh này chỉ rải rác. Rất lâu sau đó, vẻ mặt Diệp Huyên từ từ khôi phục lại bình thường, hắn nhìn ông lão, nhân tộc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 214.